Chương 471, mỗi người một nơi hại người không mệt hành động quyết đoán không chần chừ quay người chạy ra khỏi cửa. Quan sát hai phía một chút, thì thấy hai đầu đường đã chặn đầy người, mái nhà cũng không biết có nguy hiểm gì không. Nhân vận vẫn đang trong trạng thái chiến đấu, không thể lock out, hại người không mệt hết cách, thầm nghĩ hôm nay chôn thân ở đây thật rồi. Trận nhớ tới việc lúc nãy giết chết bậc thầy pháo súng kia lãng phí bao nhiêu thời gian, nếu không phải bị trì hoãn ở đó, biết đâu bây giờ đã thoát thân rồi cũng nên hại người không mệt có chút ảo não đi nhặt mót từ trước tới giờ hắn luôn lấy việc toàn thây rút lui làm mục tiêu lớn nhất mà muốn làm được điều này điều quan trọng là phải biết thế nào là đủ không tham lam có nhiều kẻ nhặt mót vốn có thể an toàn lủi mất bỗng phát hiện một trang bị trói mắt thò tay xuống nhặt rốt cuộc phơi thây tại trận khác với những kẻ nhặt mót lấy mạng đổi tiền hủy người không mệt muốn cả tiền lẫn mạng nhưng lần này, xem ra tấm thân nhặt mót vàng ngọc chưa từng chết lần nào của mình sắp bị khai bao rồi. Túi đồ không biết sẽ bị rơi bao nhiêu đây. Đừng chặn ở cửa, hai người không mệt đang ngẫm chuyện hậu sự, ngờ đâu nghe thấy quân mạc tiếu ở sau lưng quát lên một tiếng, rồi chui khỏi nhà. Cảnh tượng hoành tráng phết. Sau khi ra ngoài, quân mạc tiếu vừa chuyển góc nhìn ngó nghiêng xung quanh vừa lẩm bẩm. Đội ngũ mấy công hội kéo tới không hề nhanh, bọn họ muốn tạo thành vòng vây hoàn hảo bắt kẻ chui đầu vào dọ vốn chỉ là vấn đề thời gian xem tình trạng này anh vẫn thấy người bên phố kia ít hơn chút nói xong quân mạc tiếu lập tức quay lại cửa sổ bên kia hải người không mệt tức ứa máu nhưng hắn không cam tâm chịu chết vẫn tiến vào phòng cùng quân mạc tiếu sau đó nhìn thấy quân mạc tiếu xông đến cạnh cửa sổ nhưng không nhảy ra ngoài làm gì thế hải người không mệt không hiểu chuẩn bị hả đi quân mạc tiếu hét lên một tiếng hại người không mệt nhìn thấy hắn ta ném lựu đạn chui tọt khỏi cửa sổ lựu đạn nổ tung nhấn chìm cửa sổ trong ánh lửa nhưng hại người không mệt biết sẽ không ảnh hưởng đến người cùng đội như mình cũng thu người nhảy lên chui khỏi cửa sổ lên trên trong kênh đội ngũ hiện lên hai chữ hại người không mệt liếc mắt một cái nhìn thấy toàn bộ người chơi ngoài cửa sổ bị quả lựu đạn nổ cho ngã sấp ngã ngửa quân mạc tiếu đã vọt tới đối diện đang tung người nhảy lên trên nóc nhà Hại người không mệt nào dám trần trừ, bán kính nổ tung của lựu đạn nhỏ không lớn, chỉ đủ làm thổi bay một vài người chơi bao quanh cửa sổ, mấy người phía sau đã nhanh chóng tấn công. Hại người không, mệt không lập tức chạy ngay, mà lăn người trên đất trượt ra từ cửa sổ, tuy làm vậy vẫn dính công kích, nhưng tính mạng không lo ngại gì. Hại người không mệt vừa cắn thuốc, vừa tung người nhảy lên, thành thạo dùng kiếm ninja leo tường. Căn nhà bên này không cao lắm, một lần nhảy lên đáp xuống hại người không mệt đã lên tới đỉnh quay đầu lại nhìn con đường phía dưới đầy ắp người nghề nghiệp viễn trình công kích không ngừng hại người không mệt liên tục lăn lộn trên nóc mới tránh được nhiều đòn công kích sao nãy không nhảy sang đây hại người không mệt lên tới nơi mới phát hiện trên nóc nhà không có mai phục lập tức hỏi bây giờ không có không có nghĩa lúc trước cũng không quân mạc tiếu sau khi cười đáp lại liền đi trước dẫn đường hại người không mệt giật mình sáng tỏ lúc quân mạc tiếu vừa nhảy khỏi cửa sổ mặc dù gần cửa sổ không có người nhưng nóc nhà đối diện hẳn sẽ được bố trí nhân thủ vì vậy hắn lập tức từ ngoài cửa sổ chui vào làm cho đám kia cứ tưởng hắn sẽ không đi ra từ phía này nữa do đó mai phụng trên nóc nhà đối diện đều bị rụ xuống kết quả hắn lại tiếp tục phản kích bất ngờ lần nữa vòng lại một quả lựu đạn nổ tung mở đường ngoài cửa sổ tiếp đó lao ra nhảy lên nóc nhà mới không bị ngăn trở chỉ chui ra chui vào vào vài lần, vậy mà trong đó lại ẩn chứa nhiều tính toán đến thế, hại người không mệt âm thầm kinh hãi. Nhìn con đường chạy trốn phía trước chống trải, lần này coi như đá bỏ lại sau lưng vòng vây của mấy công hội, chỉ cần chú ý thoát khỏi đám người truy đuổi, sau đó không bị chặn đường nữa, thì chắc chắn có thể thành công thoát thân. Nhưng nhìn hướng mà quân mạc tiếu trốn chạy, hại người không mệt nhíu mày, bên ấy hơi vòng vèo mà. Đi bên này tốt hơn chứ. Ồ, không ngờ chú quen thuộc mấy thứ này quá nhỉ diệp tu nghe hại người không mệt nói cười đáp lại một câu ừ hại người không mệt không nhiều lời nếu chạy thoát thân hướng chú nói đúng là tốt hơn nhưng anh có nói mình muốn chạy đâu diệp tu cười nói thế anh muốn làm gì hại người không mệt bất ngờ chẳng phải nói nãy giờ rồi à anh muốn nhặt mót diệp tu nói anh anh điên à hại người không mệt dừng bước sao nào tình hình hiện giờ không phải rất thích hợp để nhặt mót ư. Diệp Tu ngạc nhiên hỏi, nhặt luôn xác hai ta thì có, hại người không mệt lãnh đạm nói một câu. Ai yêu, chú cũng có khiếu hài hước cơ đấy, Diệp Tu kinh ngạc. Anh điên một mình đi, sau khi hại người không mệt vứt một câu như vậy, bèn quyết đoán rút khỏi đội của quân Mạc Tiếu. Người truy đuổi phía sau đã tới gần, không có thời gian đứng đây mà lại nhải. Hại người không? Mệt xoay người chạy về phía lối thoát thích hợp nhất theo ý mình. Chú mất cơ hội tốt để nhặt mót rồi, vừa chạy tới một con đường khác, hại người không mệt nghe thấy giọng nói của tên kia chuyển tới từ phía sau. Hại người không mệt không nói gì, chỉ vứt cho một emo khinh bỉ, hắn biết quân mạc tiếu vẫn có thể nhìn thấy những gì mình gõ ra. Thị trấn hoang dã, trên nóc của một tòa nhà bỏ hoang. Trần Già Huy của Gia Vương Triều, Xuân Dịch Lão của Lam Khê Các, còn có Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường đầu sỏ của ba công hội hiện giờ đều tụ họp tại đây. Giết boss, đánh mấy người nhặt mót, mấy chuyện còn con này vốn chẳng cần mấy vị hội trưởng đích thân tới giám sát. Nhưng đuổi giết quân mạc tiếu, đây là việc mà các hội trưởng từng không quản khổ nhọc tự mình chạy tới khu mới chỉ huy, bi kịch hơn nữa là lúc ấy bọn họ đách thành công. Hiện tại tới thần chi lĩnh vực, họ cũng không dám sơ xuất. Cả ba đều thuộc ba công hội dính vào trận xung đột ngày hôm nay, nguồn tin đương nhiên nhanh nhất, hành động cũng cực kỳ nhanh, Lúc này, người của ba công hội chiếm phần đông trong chấn hoang nhỏ. Với đám hội trưởng, chuyện xung đột khi giành giật người áp tải hoang dã chỉ là chuyện thường ở huyện. Giữa mấy công hội trước giờ vẫn luôn không ngừng trí chóe, gặp boss mà không tranh nhau còn thấy thiếu thiếu. Mấy chuyện như thế đã đi liền với nhau rồi. Không hổ là Diệp Thu, tình huống thế này mà vẫn sống sót được đến giờ. Một căn nhà hai tầng nho nhỏ, hoàn toàn không thể quan sát toàn cảnh trấn hoang. Người vừa cảm thán là thiên nam tinh, mới nhận được tình báo đàn em đưa tới. Lúc nói những lời này, thiên nam tinh rất muốn nhìn vẻ mặt của Trần Dạ Huy ở đầu bên kia. Với gia vương triều, Diệp Thu vẫn là một cái tên rất nhạy cảm. Há, hắn là Diệp Thu thật à? Trần Dạ Huy chỉ thờ ơ đáp lại. Ha ha, thiên nam tinh cười nhưng không vạch Trần. Quân mặc tiếu là Diệp Thu, Trung Thảo Đường còn biết chắc, hắn không tin gia vương triều vẫn không biết. Theo mấy phát ngôn gần đây của Gia Thế, người tinh mắt đều nhìn ra Gia Thế đang phân gió giới hạn với Diệp Thu. Phát ngôn chính thức ít nhất chứng tỏ thái độ chung của Gia Thế và Công hội Gia Vương Triều. Chỉ có điều, loại thái độ này chỉ có thể ảnh hưởng, mà không thể chi phối thái độ đối với Diệp Thu của đại đa số fan Gia Thế. Gia Thế muốn đối phó Diệp Thu nhưng đành bất lực, họ cần một lý do hoàn toàn có thể đem ra biện hộ được. Mà trước khi tìm được, thân phận mơ hồ của quân Mạc Tiếu chính là phương án tốt nhất. Những lúc thế này, liệu có gì có thể lợi dụng được không nhỉ? Thiên Nam tinh âm thầm suy nghĩ, hơn nữa, gã tin người nghĩ như vậy không chỉ có mình hắn, ngay cả bên. Phía Trần Giả Huy cũng sẽ cẩn thận đề phòng. Bọn chúng chia ra chạy rồi, đúng lúc này Xuân Dịch Lão đột nhiên lên tiếng, là tin tức mới nhất vừa nhận được. Trần Giả Huy và Thiên Nam Tinh nhận được tin không chậm hơn là bao, Xuân Dịch Lão còn chưa nói hết, họ đã nhận được tin từ đàn em truyền về. Vậy không thể dễ dàng bỏ qua cho tên hại người không mệt được. Đối với người ngoài, hại người không mệt mới là chủ mưu, quân mạc tiếu chỉ là kẻ bị liên lụy thôi, Trần Giả Huy nói. Ha ha, thiên nam tinh cười, quả nhiên, gia vương triều muốn gấp gáp đuổi giết quân mạc tiếu. Song lời Trần Giả Huy nói cũng không thể bắt bẻ, dù là mấy công hội như họ, đuổi giết ngôi sao vinh quang mới nổi quân mạc tiếu cũng có áp lực rất lớn sự xuất hiện của hại người không mệt là một cơ hội không thể bỏ qua dễ dàng như vậy phải gán ghép hai tên này với nhau hại người không mệt chạy theo hướng bắc quân mạc tiếu đang chạy sang hướng tây xuân dịch lão nói phía bắc tôi đã bố trí xong xuôi rồi hại người không mệt không thoát được đâu thiên nam tinh tự tin nói thành thực mà nói trong mắt họ hại người không mệt còn chưa được coi là uy hiếp gì có cao tay đến mấy e rằng với cái kiểu forever alone thỉnh thoảng cắn công hội vài phát đau của hắn, thì cũng chả tổn hại gì quá lớn. Các công hội lớn luôn bơ đi mà sống, là bởi vì họ vẫn ôm ý định lôi kéo hắn. Còn quân Mạc Tiếu, họ từng được trải nghiệm năng lực ở khu 10, cộng thêm thân phận cao hơn cả đám cầm đầu như họ, người như vậy mới là đối thủ mà các công hội lớn coi trọng. Ý đồ của quân Mạc Tiếu hơi bị lạ, sao lại đi về phía Tây? Xuân Dịch Lão khó hiểu bảo, Trấn Hoang nằm ở góc Tây Nam của thần chi lĩnh vực, mà phía tây tất nhiên là điểm tận cùng của bản đồ, được trò chơi thiết lập thành một dãy núi không thể vượt qua. Dãy núi này uốn quanh toàn bộ biên giới phía tây của thần chi lĩnh vực. Siết chặt vòng vây, dồn hắn đến chân núi, xem hắn còn làm gì được nữa, Trần Dạ Huy nói. Tui phía bắc, thiên nam tinh nói. Tui phía đông, xuân dịch lão nói. Thế thì tui phía nam, để tiện cho việc điều động chỉ huy, ba công hội không túm tủ mảnh động. Lần này ba bên hợp tác, ngay từ đầu đã sắp xếp thỏa đáng, ba công hội lớn phân công rõ ràng, thề phải nắm lấy cơ hội đuổi giết quân mạc tiếu trời cho ở chấn nhỏ hoang dã này. chương 472, thuật ninh gia thuật ẩn thân bước khỏi chấn hoang nhỏ phía bắc là một vùng đất hoang vu, tầm mắt trống trải, khó có thể ẩn núp. Tuy nhiên, thác nước bắt nguồn từ dãy núi chảy quanh co qua toàn hệ thống sông ngòi của thần chi lĩnh vực cũng đi ngang vùng đất hoang này nên có thể dễ dàng lặn xuống nước rồi xuôi theo dòng sông thoát khỏi trạng thái chiến đấu hại người không mệt sinh sống bằng nghề nhặt mót kinh nghiệm trốn chạy tất nhiên phong phú bấy giờ hắn đã vạch trước đường đi thậm chí lên bờ ở đâu sau khi xuôi dòng là an toàn nhất cũng được tính toán rõ ràng vèo bóng người xám xịt xuyên qua ô cửa sổ nhảy thẳng xuống đường từ một căn nhà hai tầng sau một cú lăn mình hắn lập tức thuận thế nhảy lên kiếm ninja cắm phập vào tường lặp lại việc mượn sức hai lần rồi nhảy lên nóc nhà hắn kéo dây dài trong tay kiếm ninja bay trở về cha nhẹ vào vỏ tất cả động tác cực kỳ thành thục không hề gây một tiếng động nào bàn về tính tuyệt mật ninja hành động im lặng hơn thích khách tính công kích lại cao hơn đạo tặc hại người không mệt cũng hiểu biết chuyên sâu về nghề này nhảy lên nóc nhà xong hại người không mệt không vội xoay người xuống thoáng nhìn một chút sau đó khẽ nằm sấp qua tai nghe chuyển tới hàng loạt tiếng bước chân lộn xộn trên đường phố bên dưới hại người không mệt bất động tỉ mỉ nghe ngóng âm thanh này đừng lên trên đây. Hai người không mệt thầm cầu nguyện, nhưng chuyện lại chẳng như nguyện, một tiếng trong chóng máy chợt âm vang. Bất đắc dĩ, hai người không mệt đành lăn nhanh ra sau, nhân vật nhảy từ trên tường xuống, lại chợt rút kiếm cắm giữa không trung, kiếm kẹt vào tường, cả thân thể đung đưa, tiếp đó xoay người dán lưng vào bên dưới mái nhà. Nếu không ngẩng đầu sẽ rất khó phát hiện có người đang trốn ở đấy. Đây tất nhiên không phải một thao tác bình thường, mà là kỹ năng của ninja, thuật ninja thuật ẩn thân. Chỉ là hành động dán người vào dưới mái hiên này cần trí tưởng tượng và thao tác của người chơi. Chỗ nào có thể dùng thuật ẩn thân, chỗ nào không, hiệu quả sau khi dùng có đạt được như mình mong muốn không, tất cả đều do người chơi tự suy diễn. Lúc này, nhân vật có thể dán chặt lưng mà không rớt xuống đều nhờ vào sự ủng hộ của hệ thống. Mà kỹ năng thì phải có thời gian giới hạn. Trạng thái ẩn thân kéo dài 30 giây với kỹ năng mắc cấp, còn tăng bao nhiêu phụ thuộc nhu cầu từng người, không bắt buộc. Đối với một nghề như ninja, đây chắc chắn là một kỹ năng quan trọng thể hiện nét đặc sắc của nghề. Nhưng ai cũng có cách nghĩ riêng, người chơi ninja theo đường thuần chiến cũng không ít. Với họ, kỹ năng này tăng một cấp là đủ, còn hại người không mệt thì tăng nó theo kiểu nửa vời, không phải một cấp cũng không phải mắc cấp, khả năng ẩn thân kéo dài 20 giây. Trong trường hợp này, hại người không mệt cảm thấy bấy nhiêu là đủ xài. Trừ khi mấy thằng kia ăn no rừng mỡ đứng hút điếu thuốc mới đi tiếp, thì coi như hại người không mệt xui rồi. Nhìn thanh thời gian của kỹ năng, hại người không mệt lắng nghe âm thanh trên đầu. Nhưng trong tiếng ẩm ý của trong chóng máy, âm thanh chạm nóc nhà rất khó nghe được. Mãi đến khi trong chóng máy ngừng hẳn, đỉnh đầu mới truyền tới tiếng động, chỉ là một tràng tiếng bước chân lộn xộn, hoàn toàn không thể đoán ra bao nhiêu người. Tiếp đó liên tục có bóng người nhảy từ mái nhà xuống. 1, 2, 3, 9, 10 hại người không mệt thầm đếm sĩ số nhóm người chừng như đã xuống đủ tim hại người không mệt muốn nhảy vọt ra ngoài may mà chúng không nâng góc nhìn chỉ chia đội thành hai nhóm năm người tản ra hai bên trái phải hại người không mệt thầm thở phào nhìn theo hai nhóm đi xa dần đỉnh đầu cũng không phát ra tiếng động nào nữa trạng thái ẩn thân còn ba giây hại người không mệt nhanh chóng tận dụng tay phải đè lên mái hiên thân thể cử động vậy mà khẽ bay lên nóc nhà Cạch sau khi đứng trên nóc mới phát hiện còn một tên đang đứng may mà hắn đưa lưng về hướng này trong trạng thái ẩn thân động tác hại người không mệt không hề gây ra bất kỳ âm thanh nào lăn lên hạ xuống ngay sau lưng mà tên kia không hề phát giác thế mà còn một tên hại người không mệt buồn bực vô cùng nếu đây không phải trong game mà là trên đấu trường sinh tử cơ hội như vậy một kiếm cắt cổ là có thể lẳng lặng xử lý đối phương tiếc rằng trong tình huống hiện nay hắn không thể một chiêu dứt điểm với trang bị hiện tại, chuyện phân sống chết phải tính bằng phút. Hắn không dám quay về con đường cũ, phòng trừng bên đấy vẫn còn người đuổi theo. Rơi vào đường cùng, hại người không mệt đành tiếp tục tiến lên, cùng lắm chỉ bại lộ trước một tên, hẳn không đến mức khiến mình bị bao vây lần nữa đâu nhỉ, hại người không mệt cũng không do dự quá lâu, một thoáng là ra tay ngay. Hắn cất bước, sợi dây dài trên chui vung lên, đồng thời xoay người đan chéo sợi dây thành thòng lọng, thắt chặt cổ người nọ cùng với cú xoay người ấy một chiêu quật ngã đã ném tên kia xuống mặt đường một cú xoay trói lưu loát gọn ghẽ hại người không mệt phớt lờ phản ứng của người nọ cất bước lao ra nhảy xuống đường ngờ đâu trên con phố này cũng có một nhóm người phân chia trái phải đang đi dọc hai bên đường nháy mắt như nhận được tin tức đồng loạt quay đầu bắt gặp hại người không mệt cả đám không nhiều lời tức thì xông lên giáp lá cà hại người không mệt tiếc rẻ nếu không phải vì cái thằng trên nóc mình có thể trốn mà không ai hay biết rồi. Lại chạy qua hai con đường, xem xét phía trước, trên nóc nhà có người. Hại người không mệt hầm hực, sau chưa thoát được, trước đá đụng người. Phía trước không thể đi, hại người không mệt thầm ném xu trong lòng, lao ngay về con phố bên phải. Hành trình lần trốn đầy ngoát ngoéo, nhưng đa phần hại người không mệt không chọn đại, hắn chỉ muốn thoát khỏi phía bắc của trấn rồi nhảy xuống sông. Băng vùn vụt về hướng cửa đông, đám truy binh đuổi qua hai con đường vẫn đang dí theo sau non nửa đoàn người trên mái nhà cũng không lắm chuyện nhảy xuống cứ thế truy đuổi luôn trên nóc hại người không mệt mặc trang bị cùi lại mang quá nhiều đồ tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng bởi trọng lượng thực sự quá đau khổ suốt đường đi đều dựa vào ẩn núp và trốn tránh cứ thi chạy như vậy hắn biết mình không phải đối thủ của người ta chuyện hắn chạy ngang bằng quân mạc tiếu trước đó đã chứng tỏ hại người không mệt bị trọng lượng ảnh hưởng tốc độ di chuyển giảm xuống cấp 50. Con phố này lại quá lớn, sao bản thân chạy không hết được rồi. Hai người không mệt quan sát dọc đường, thấy căn nhà trống trước mặt, quyết đoán nhảy vào. Lướt qua sảnh đi đến phòng sau, đù má nhà đách có cửa sổ. Hai người không mệt mau chóng quay ngược về, ngay khoảnh khắc ra cửa đã đụng phải đối thủ. Người chơi của công hội lớn quả nhiên tài giỏi, thoáng chốc đã ra tay. Hai người không mệt phản ứng nhanh hơn, dán sát tường lăn mình, sượt qua khỏi đường kiếm kia. Lăn xong vừa định đứng dậy, trước mắt một quả lựu đạn hững hờ đáp xuống. Hại người không mệt lại nhanh chóng lăn mình sang phải, khí nổ gây tổn thương đôi chút, nhưng không gây ảnh hưởng tới trạng thái di chuyển. Hại người không mệt xoay người đứng lên, thấy hơn 10 người dương nanh múa vuốt đánh về phía mình. Hại người không mệt hết cách, lê lết hồi lại nhảy lên nóc nhà. Bên kia là con đường mà hắn vừa chạy tới, hắn không muốn quay về đấy. Nhưng từng có một câu rất đúng, đường lui hôm nay chính là bước tiến mai sau, ta có thể lấy lui làm tiến vào thời khắc mấu chốt này. Hại người không mệt lăn về đường cũ, lại phát hiện đường lui này vẫn chứa đầy tên cặn bá. Con đường vừa nãy vắng bóng người, hắn vừa lui thì đã có người. Mà còn chắn đầy hướng cửa đông hắn định lao ra. Hại người không mệt đành quay đầu về phía tây, nhìn dọc đường thấy có nhà trống, hắn muốn chui vào, lòng lại không yên, E sợ gặp phải tình cảnh vô rồi mới phát hiện không cửa sổ như ban nãy, chẳng khác đâm đầu vào ngõ cụt. Nhìn truy binh đuổi theo và khoảng cách hiện tại, nếu chui vào phòng trừng hết đường ra. Truy binh phía sau ngày. Càng gần, đạn của hệ xạ thủ chưa từng ngưng nghỉ. Hại người không mệt phải di chuyển theo hình chữ S, càng gây ảnh hưởng tới tốc độ chạy, đám bám đuôi lại dùng cách đuổi thẳng ngắn nhất. Cứ tiếp tục như thế, việc đuổi kịp bao vây chỉ là chuyện trong tích tắc khoảng cách nhỏ nhoi này sợ là động tác trèo tường cũng không hoàn thành nổi hắn buộc phải đánh cuộc thôi hại người không mệt cắn răng một cái phi thân vọt vào căn nhà trống bên trái bước vào bắt gặp ánh sáng phía đối diện là một cái cửa sổ hại người không mệt thoáng buông lỏng đang chuẩn bị nhảy cửa sổ hắn chợt nảy ra một ý cửa sổ rõ ràng như vậy suy đoán sẽ là hại người không mệt bỗng lùi một bước phi thân nhảy lên kiếm ninja cắm thẳng vào tường sau một hồi lên xuống hắn treo mình trên góc tường ngay cửa vào như một con nhện quấn quanh nơi đấy lại là thuật ẩn thân mới vừa nhảy xong ngoài cửa chợt xuất hiện bóng người một nhân vật chui tọt vào không hề do dự không hề ngưng nghỉ nhân vật vọt thẳng tới cửa sổ trực tiếp nhảy ra một người hai người ba người đám truy bình đều đi theo con đường ấy hại người không mệt đếm sĩ số mà lòng hân hoan nhanh lên nhanh lên nhại người không mệt vừa đếm vừa thúc giục đám người kia Trước đó chỉ phiền chúng trốn mau, nay lại phiền chúng trốn chậm. Thuật ẩn thân của hắn chỉ kéo dài 20 giây, qua 20 giây sẽ rớt xuống. Nhưng 20 giây là đủ, lúc hại người không mệt hành động, hắn đã tính toán mọi thứ rồi. Kết quả, hắn không đợi được khoảnh khắc kích động ấy, mà chỉ nghe thấy một âm thanh đáng lòng. Ngay góc sáng sủa bên cửa sổ, rõ ràng có người bảo, "Không đi bên này à?" "Không có, không thấy ai ra hết." Bên kia có người canh chừng hai người không mệt lập tức hiểu rõ, giờ còn kẹt ở đây chỉ có thể chờ chết. Liều mạng cũng phải xông ra, nhanh chóng hủy bỏ thuật ẩn thân, nhân vật lập tức đáp xuống. Ngoài cửa cũng có người đang lao vào, hại người không mệt hai tay cầm kiếm, đáp xuống đâm thẳng vào ót người nó, tiếp đó hai chân khẽ đạp lên đầu vai đối thủ, vừa rút kiếm vừa nhảy ra, nhân vật lập tức bắn khỏi cửa như đạn pháo. Thuật ninja tước lạc, nghệ thuật là chim tước lạc xuống dịch bựa là chim tước rơi rụng, chiêu lạc phượng chảm cũng có nghĩa tựa tựa, chảm chim rơi. Chương 473, lối thoát khó tìm thuật ninja. Tước lạc, chân vừa đạp lên tên xui xẻo mới vào cửa, hại người không mệt liền lao ra ngoài. Bóng người màu xám phóng thẳng từ cửa chính bay qua đầu đám người chơi. Tất cả chưa kịp sẵn sàng trước hành động bất ngờ này, hại người không mệt đã rơi xuống đất lăn một vòng, không dừng lại, mà đứng dậy nhảy hai ba cái lên nóc nhà đối diện truy binh trên đường loạn xà ngầu, mãi mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Bèn vội vàng xoay góc nhìn, chỉ kịp thấy bóng dáng của hại người không mệt thoáng vụt xuống, có vẻ đang đáp xuống con phố bên cạnh. Thằng trả lại chạy mất rồi, đám người chơi bực tức, bọn họ đều biết hại người không mệt, thậm chí có người còn bị hắn hại mất trang bị. Vốn chẳng ai thích hắn cả, tuy các công hội chưa từng tổ chức truy bắt, nhưng đám người chơi từng tự mình hành động, chẳng qua không bắt được mà thôi hại người không mệt và quân mạc tiếu là hai thế cực đối lập trong các công hội theo quan điểm của các công hội kẻ không chủ như hại người không mệt không thể gây ảnh hưởng xấu tới lợi ích chung có gây họa thế nào cũng chỉ như kiến cắn voi trả chút xi si nhê tuy nhiên nhiều người trong công hội vẫn chịu tổn thất trong lúc hại người không mệt gây hại cho dù công hội có thể đền bù nhưng những kẻ có ân oán cá nhân với hại người không mệt lại không hề ít mà quân mạc tiếu thì trái ngược hẳn cách làm của hắn không ảnh hưởng trực tiếp tới mỗi cá nhân trong công hội, song tràng diện mà hắn tạo ra lại làm giảm bớt thực lực của công hội. Như ở khu 10, hào quang chói mắt của quân Mạc Tiếu làm lũ ma mới chỉ biết mỗi cao thủ là hắn, chả xem các công hội ra giống đách gì. Chuyện này ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của toàn công hội, còn riêng từng cá nhân thì khó mà nhận ra. Đối thủ có thể điều động tất cả các công hội, ít nhất phải cỡ quân Mạc Tiếu. Hai người không mệt chỉ là hàng khuyến mãi. Nhưng trong quá trình chấp hành, nhiều thành viên công hội rất sẵn lòng lấy việc công làm việc tư. Chuyện đuổi giết hại người không mệt, bọn họ thậm chí chẳng cần cấp trên thúc dục, tự mình cũng để bụng lắm lắm. Có người ở góc đông tây tám không? Hại người không mệt đang chạy tới đó. Đối phó với hại người không mệt, cả lũ tự động chân thành hợp tác với nhau. Tụi tao ở đó nè, nhưng không thấy hại người không mệt đâu. Hà, nó ở miết trên nóc nhà không nhảy xuống. Người chơi vừa mới bò lên tường, lập tức nhìn thấy hại người không mệt đang trốn góc nhìn của đoàn quân bên dưới, lao băng băng về trước. Nam Bắc 4 bao vây hai giao lộ 47 và 48. Nam Bắc 4 nhận tin, nhưng quân ta chỉ có 5 người, nó ở trên nóc nhà, giữ chân chút thôi là. Được, tin tức truyền đi không ngừng, mọi người thay nhau báo cáo hành tung của hại người không mệt, điều động lực lượng gần nhất tiến hành bao vây. Mà phương thức liên lạc lại đủ kiểu, kênh công hội lập tạm thời chỉ thành viên trong mỗi công hội được sử dụng. Mà cuộc hợp tác hành động lần này cần giữ liên lạc với nhau. Trong game, ngoài game, chỉ cần có thể truyền tin cho nhau là được, người người bận bù đầu gửi nhận tin. Chỗ giao lộ sẵn sàng chưa? Hại người không mệt sắp tới rồi. Những kẻ đang truy đuổi trên nóc, thấy sắp tới cuối đường bèn luôn miệng thúc giục. Sẵn sàng, bên này đã sớm bày sẵn trận địa chờ đón quân địch. Đến rồi năm người chơi canh chừng ngay giao lộ đột nhiên nhìn thấy một bóng xám nhanh chóng nhảy từ nóc nhà xuống đội trưởng hô to một tiếng kỹ năng được chuẩn bị nãy giờ lập tức phóng ra nhưng hành động đã mới phát hiện có gì đó sai sai bóng xám này hơi nhỏ thì phải không phải người là trang bị trong nháy mắt mọi người nhìn rõ bóng xám chân chính đột nhiên xuất hiện hại người không mệt đáp xuống mà cả năm còn đang bận thu chiêu hại người không mệt cứ thế nhởn nhơ thoát khỏi vòng vây hai người không mệt đột phá vòng vây, hiện đang trốn về phía Nam Bắc 4, tuy xấu mặt, nhưng cả năm vẫn phải gửi tin, rồi đuổi theo phía sau. Phụ cận Nam Bắc 4 còn ai không, mục tiêu vừa qua khỏi giao lộ 48, giao lộ 49, 410, 411 không có người ngăn chặn, bên đây có người la hét dữ dội. Giao lộ 410 nhận được tin, lập tức đến ngay. Tụi tao thấy rồi, đang đuổi đánh mục tiêu, đông tây 9, tọa độ xxx yyy đông tây 11 tiếp viện tọa độ xxx yyy bọn này là đông tây 12 cần tiếp viện không tọa độ xxx yyy người chơi ở phụ cận đều báo vị trí và tọa độ việc đuổi giết hại người không mệt ầm ĩ cả xóm làng nhưng bây giờ ba tổng hội trưởng lại câm nín nhìn tình cảnh này không phải họ để ý chuyện mọi người quá tập trung đuổi giết hại người không mệt mà là sự đối lập quá lớn khiến họ bực bội. Trong cảm nhận của họ, trọng điểm vẫn luôn là quân Mạc Tiếu, nhưng bên quân Mạc Tiếu đã mất dấu từ 5 phút trước. Không rời khỏi chấn hoang nhỏ đã thoát khỏi sự vây bắt của họ. Đối phó với hại người không mệt thì là đuổi giết, còn với quân Mạc Tiếu lại trở thành truy lùng. Bọn họ chỉ không ngừng nhận được hai loại tin về quân Mạc Tiếu, bên đây không phát hiện, bên kia cũng không có. Thời gian 5 phút đủ thoát trạng thái chiến đấu mấy lần rồi hiện tại họ chỉ biết quân mạc tiếu chưa lo cao không thoát chiến cũng không lo cao chẳng coi việc đuổi giết của họ ra gì cả ba cảm thấy hơi lo lắng nhìn tin bên đây không phát hiện bên kia cũng không có mà mệt mỏi vô cùng lại nhìn bên đuổi giết hại người không mệt náo nhiệt biết bao cảm giác thốn miễn bàn tên này muốn làm cho mèo gì trừ bỏ lúc quân mạc tiếu và hại người không mệt chia nhau chạy lúc thoáng lập phương châm không thể buông tha hại người không mệt thì trong cuộc thảo luận sau đó, ba ông lớn không hề nhắc tới hại người không mệt nữa. Sự chú ý của họ luôn là quân mạc tiếu. Trong lòng ba người đều mâu thuẫn dối rắm Quân mạc tiếu biến mất thoát chiến, họ còn tưởng hắn sẽ lo cao ngay, vốn đang chán nản tức giận, ai ngờ hắn ta vẫn còn online. Kết quả người còn, họ lại cảm thấy lo lắng. Dù sao lo cao mới là biện pháp an toàn hiệu quả nhất, thế mà tên này vẫn không thèm offline, quả thực khiến dân tình hoang mang. Diệp Tu căn bản còn chưa làm gì, cũng đã làm ba hội trưởng đình đám của các công hội lớn đứng ngồi không yên. Tìm không thấy quân mạc tiếu, nhìn thấy toàn tin về hại người không mệt, ba người càng xem càng tức giận. Làm gì vậy, ngay cả hại người không mệt còn không xử được à? Trần Dạ Huy nổi giận đầu tiên, người càng muốn đuổi giết quân mạc tiếu, càng khó điềm tĩnh, đáng thương cho hại người không mệt trở thành nơi để hắn ta chút giận. Cửu ương, kim hương, người của hai em đâu, sao nãy giờ không thấy tin gì hết. Trong công hội, Trần Dạ Huy chỉ đích danh phê bình. Bọn em đang canh ở phía Nam, Cửu Ương và Kim Hương đều là cao thủ nòng cốt của Gia Vương Triều, thân tín của Trần Dạ Huy. Còn canh mẹ gì nữa? Mất dấu hơn 5 phút mà vẫn chết dí ở đó, đi tìm, đi tìm đi, Trần Dạ Huy gào thét. Tìm quân Mạc Tiếu hay hại người không mệt? Cửu Ương cẩn thận hỏi, gã hơi khó hiểu. Ban đầu hội trưởng phê bình chuyện xử lý hại người không mệt, sau đó tự nhiên chỉ đích danh gá và kim hương, tức giận họ không chịu bỏ công, bảo hơn 5 phút không tìm thấy người, rồi nhắc tới quân mạc tiếu và bảo đi tìm. Cầu ương cảm thấy suy nghĩ của hội trưởng khá lộn xộn. Quân mạc tiếu, vâng, hai người lĩnh mệnh, vội phát động người trong đoàn của mình, tìm kiếm mọi nơi. Sau khi Trần dạ huy cho cả hai ăn mắng, lại phê bình tiếp mấy đứa dẫn đoàn đứa dẫn đoàn bị mắng lại quay sang chửi đám đội trưởng, đội trưởng vội vàng đôn đúc đội viên, gia vương chiều bị đốc thuốc từ trên xuống dưới, không ai dám chậm trễ nữa. Tìm tìm, kiếm kiếm, còn một bộ phận khác thì bị sai đi xử lý hại người không mệt nhanh chóng. Hiện tại, Trần Già Huy thấy hại người không mệt có chút phiền, cứ như một con ruồi vo ve quấy rối khi mình làm việc vậy. Hại người không mệt quyết tâm liều mạng chọn một lối thoát, kết quả gặp phải sự cản trở mãnh liệt liều mạng cũng không đồng nghĩa với việc liều chết mới thôi hại người không mệt chỉ mạnh mẽ hơn trước né tránh hơn trước quyết tâm đột phá có điều mạnh mẽ thế nào cũng không đến được một vài địa điểm hại người không mệt vật vã xông về trước lúc này khoảng cách cách mục tiêu lối ra phía bắc ngày càng xa hắn có chiều hướng bị đẩy về chân núi phía tây tới đây thì đường sống càng ngày càng nhỏ vốn cần bốn phía vây quanh ở đây chỉ cần ba mặt đánh gọng kìm là được cục diện miễn phải bàn Giao lộ 24 có người không, có người không, màn trao đổi lại bắt đầu, hại người không mệt bị ép về hướng này. Có, ai đó đáp lại, chính là Kim Hương của Gia Vương Triều. Sau khi bị Trần Dạ huy mắng, cùng cửu ương dẫn người bận rộn, giờ đang chuyển tới khu vực này, vừa vặn nhận được tin. Hại người không mệt đang chạy về phía em đó. À, cứ giao cho bọn em, Kim Hương là nòng cốt của công hội, cho nên quan điểm suy luận có thể so với cấp trên đối với hại người không mệt, thái độ của cô cũng giống cấp trên. Nhưng hiện tại đụng phải, cô cũng không muốn buông tha. Vừa rồi tự nhiên bị ăn mắng, cô cũng đang bực lắm. Thế nhưng mục tiêu lần này có những hai tên, muốn tìm một tên chút giận cũng khó, hiện tại khó lắm mới bắt gặp, phải chơi cho ra trò mới được. Tản ra, đoàn của Kim Hương chiếm sĩ số đông hơn những đoàn khác. Không phải ghép 3 năm, mà mỗi đội 10 người nghe theo lệnh cô, tản khắp giao lộ 24 báo cáo vị trí mục tiêu kim hương hỏi tọa đồ xxx yyy người trả lời tất nhiên là kẻ đã đuổi theo hại người không mệt từ nãy đến giờ hại người không mệt cũng khổ hắn đụng phải tổ ong vò vẽ suốt đường đi mãi không thể thoát chiến nếu hắn có thể thoát chiến đã sớm lo cao cần gì ở lại chịu dày vò lúc này phía bắc bị chặn không lối thoát bất đắc dĩ chạy tới phía nam đằng trước có một giao lộ với kinh nghiệm marathon nãy giờ nhất định sẽ có người chặn giết trong tình huống này, nhưng giao lộ trên lại im lặng bất ngờ. chương 474, thuật ninja ảnh múa hại người không mệt không bị ngu, các công hội cũng không. Ký xào núp đánh lén với loại giao lộ thế này, người có thể làm không chỉ mình kim hương. Suốt đường đi, hại người không mệt sông sáo đột phá êm du được bốn lần. Kim Hương đã là người thứ năm muốn dùng trò mèo này đối phó hại người không mệt. Nhưng bây giờ, có một điểm khác xa với bốn lần trước, Kim Hương đông người, hại người không mệt đề phòng, không hướng thẳng tới giao lộ, hắn xoay người trên nóc, định tấn công không báo trước. Ngờ đâu khi hắn phi thân xuống chuẩn bị đánh bất ngờ, thì trong nháy mắt, chừng 15 người lập tức lao ra khỏi giao lộ. Nửa nhân số của một đội vây chặt lấy hại người không mệt, phía sau còn đường lui, nhưng truy binh sắp đuổi tới nơi rồi. Từ nãy đến giờ, hại người không mệt vẫn chưa thoát khỏi chúng. Coi chú em còn chạy đâu, dẫn theo nửa đội. Kim Hương bước về phía trước, hồ báo hét to với hại người không mệt. Cô không hận thù gì với hại người không mệt, chẳng qua tìm không thấy Quân Mạc Tiếu nên muốn chút giận lên hàng khuyến mãi. Hừ, hại người không mệt lạnh lùng hừ một cái, cũng không nói nhiều, góc nhìn đảo khắp nơi bình tĩnh quan sát hoàn cảnh. Ngoảnh một vòng, hắn thấy 15 người đã hoàn thành vòng vây. Hơn nữa, đối thủ kinh nghiệm phong phú, vây theo từng lớp, lỗ hỏng để hở cũng tính toán cả chuyện dịch chuyển tức thời khi dùng thuật phân thân hại người không mệt không thể xài nó thoát thân không còn bất kỳ chỗ nào có thể lợi dụng nữa hại người không mệt thoáng chốc sáng tỏ hắn biết giờ chính là thời điểm phải liều mạng chân chính nếu hắn không mở đường máu chắc chắn sẽ bỏ mạng nơi đây chuyện tính toán cũng chỉ diễn ra trong một nhịp thở mọi người cảm giác kim hương vừa dứt lời hại người không mệt đã đột nhiên nghiêng người sông lên mục tiêu chính là kẻ mở lời kim hương bắt giặc phải bắt vua trước trong hoàn cảnh trước mắt có khống chế được kẻ dẫn đầu cũng chẳng thay đổi được gì nhưng mình đã liều mạng không chuồn được lại có thể xử thằng thủ lĩnh chuyện này không đến nổi lỗ vốn ánh kiếm chớp lóe hại người không mệt lao tới cực nhanh kim hương lại là cao thủ chủ chốt của gia vương triều người chơi thường không thể sánh bằng nhìn thấy hại người không mệt im lặng xông tới cô cũng vội vàng vươn tay bắn pháo Ba quả pháo chống tăng gầm rú bay về phía hại người không mệt, nháy mắt khói thuốc tràn ngập, ánh lửa nuốt chừng tất cả. "Cẩn thận, bên cạnh ai đó hoảng hốt kêu lên." Kim Hương chưa kịp phản ứng, cổ đã tung tóe máu. Kỹ năng của thích khách, cắt yết hầu hại người không mệt làm thế nào xuất hiện phía sau mình? Kim Hương dễ dàng đoán ra, ảnh của Thuận Phân thân, nhưng điều khó đoán là cô không hề phát hiện hại người không mệt dùng nó ngay trước mặt mình. Bất kỳ kỹ năng nào cũng có vài dấu hiệu ra chiêu. Khi dùng thuật phân thân, cơ thể nhân vật sẽ thoáng lay động. Ai cũng biết ninja có chiêu này, nên tất cả đã đề phòng sẵn. Tuy nhiên, Kim Hương vẫn mắc bẫy. Bởi vì thao tác của hại người không mệt quá nhanh, thao tác càng nhanh dấu hiệu càng ngắn, mà nó còn không bị giới hạn. Kim Hương bị áp sát, đây là chuyện xấu đối với một bậc thầy pháo súng. Nhưng Kim Hương không quá kích động, cô không chiến đấu một mình nhân vật xoay chuyển, vất tay liền bạt kích, kỹ năng lơ lửng của bậc thầy pháo súng. Trong khi đó, hại người không mệt đã lùi lại từ lâu. Cắt yết hầu chỉ là một kích tiện tay, mục đích chủ động của hắn chính là phá vòng vây. Nếu trốn không thoát thì mới liều mạng, rút lui ngay bên cạnh kim hương, hại người không mệt xoay người nhảy lên, lộn mình giữa không trung, đỉnh bụng bay qua đầu hai kẻ đang chặn đường phía trước, hắn chỉ mong hai tên này phản ứng chậm chạp chút hai kẻ xông lên chặn đường một thiện xạ một kiếm khách mà tiếc thay phản ứng của chúng nhanh như nhau kiếm khách nhảy lên bổ chiêu lạc phượng chạm về phía hại người không mệt đang bay qua đầu cả hai hại người không mệt bất đắc dĩ tức thì lại thao tác chống đỡ kiếm ninja vụt ra chạm vào đường kiếm của lạc phượng chạm tiếng ngang vang lên chống đỡ chỉ là một đòn va chạm được hệ thống cho phép không phải kỹ năng phòng thủ công kích va chạm còn phải xem phán quyết hại người không mệt dùng công kích thường, mà kiếm khách dùng, lại là kỹ năng lạc phượng tràm. Đỡ đường kiếm ấy chỉ cản được đôi chút thương tổn, hoàn toàn không ngăn được thế tiến của lạc phượng tràm. Kiếm quang tiếp tục dồn mạnh xuống, kiếm ninja của hại người không mệt đặt trước người đành bị đánh rơi. Đó là điểm khác biệt giữa thao tác chống đỡ và kỹ năng đỡ đòn. Kỹ năng đỡ đòn có thể hóa giải công kích, mà chống đỡ chỉ giảm bớt thương tổn, công kích vẫn phải ăn hết hại người không mệt bị lạc phượng chạm đánh rơi xuống đất mà ngay vào lúc kiếm khách nhảy lấy đà thiện xạ đã lăn mình về sau cú lăn mình ấy cũng làm hại người không mệt cực kỳ buồn bực lúc rơi xuống đất hắn định lăn ngay về trước né tránh kiếm khách nhưng vừa hay đụng phải họng súng của thiện xạ hai tên này rõ ràng là tay lão luyện đầy kinh nghiệm một tiến một lui phối hợp hóa giải tất cả hành động mà hại người không mệt có thể làm ra người chơi hai bên cũng đã bao vây mà vòng ngoài còn có người đề phòng thuật phân thân, đối phương không hề buông lỏng. Quả thực hơi phiền rồi, trong nháy, mắt rơi xuống, hai người không mệt đã hiểu rõ, nhân vật vừa mới đáp đất lập tức lăn về sau. Phía sau hắn là kẻ đứng đầu của phe kia, Kim Hương. Dù sao Kim Hương cũng là bậc thầy pháo súng, nhìn thấy hại người không mệt lăn về phía mình, cô vội nhảy ra sau theo bản năng. Ai ngờ chỉ thấy hại người không mệt lăn xong, đột nhiên lặn xuống mất tâm. Thôi xong. Kim Hương vừa nghĩ thế, hai người không mệt đã lao từ dưới đất lên, ngay bên dưới chân cô. Thuật ninja, thuật độn thổ chém đầu, máu văng khỏi người Kim Hương. Nhưng công kích không vì vậy mà kết thúc, sau thuật độn thổ chém đầu, hai người không mệt bay giữa không trung, hai tay khua liên tục trước ngực, chứng tỏ đang kết ấn. Đây là, Kim Hương nâng góc nhìn thấy rõ ràng, nhưng không tài nào phân biệt được ấn đang kết. Màn kết ấn thoáng chốc đã hoàn thành cơ thể hại người không mệt khẽ chớp nhoáng lay động như muốn sử dụng thuật phân thân chẳng qua một thoáng lay động ấy biên độ lại lớn hơn thuật phân thân tản ra khắp bốn phương tám hướng kim hương biết sắp xảy chuyện gì đáng tiếc cô chỉ biết mà thôi sau khi lay nhẹ cơ thể hại người không mệt bất chợt phân chia khắp nơi tràn ngập vô số bóng dáng của hại người không mệt bóng xám chạy tán loạn khiến người hoa mắt trên người kim hương liên tục tung tóe máu Đại chiêu cấp 70 của ninja, thuật ninja ảnh múa. Tản ra chút, coi chừng nó thoát, Kim Hương vội vàng ra lệnh. Ảnh múa là kỹ năng điều khiển nhiều ảnh phân thân, mà thu chiêu rồi, vị trí của nhân vật do người thao tác tự mình lựa chọn, với số phân thân quá nhiều, tính đánh lừa thị giác cao, người ngoài khó lòng đoán được vị trí sau cùng. Nếu không mở rộng phạm vi phòng thủ, hắn ta có thể mượn chiêu này thoát khỏi vòng vây. Đám người chơi tuân lệnh, một mặt nới rộng vòng tròn, một mặt tấn công các ảnh phân thân. Phân thân của ảnh múa và thuận phân thân tựa tựa nhau, có thể tiêu diệt bằng công kích. Điểm khác nhau là phân thân của ảnh múa biết hành động, máu cũng nhiều hơn. Theo thói quen, ai nấy đều muốn tiêu diệt những ảnh phân thân bất động. Bởi vì từng phân thân của ảnh múa đều dựa vào thao tác của người chơi, nên đa số thời điểm, người chơi không thể khống chế trọn vẹn tất cả ảnh phân thân của ảnh múa, thường sẽ có vài ba em đứng được mặt nhưng mọi người tìm hết một lượt chợt phát hiện không hề có ảnh thân nào đứng yên cả hại người không mệt có thể khống chế tốt tất cả ảnh phân thân thao tác này tuyệt đối đạt chuẩn ninja chuyên nghiệp người chơi của một công hội lớn như gia vương triều hiểu biết cũng nhiều thế mà họ chưa từng bắt gặp bất kỳ người chơi nào có thể thao tác ảnh múa đạt tới trình độ này kể cả trên đấu trường hay trong game không thấy ảnh phân thân bất động mọi người chỉ đành nhắm bậy nhắm bà nhưng phân thân của ảnh múa được hỗ trợ hiệu ứng từ kỹ năng tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi bình thường bóng dáng chạy đầy trời kia chỉ còn là bóng mờ trong tầm mắt quả thực nắm bắt không được có điều kỹ năng luôn có thời gian quy định cứ mặc hắn quậy phá cũng không trốn được đâu người đông thế mạnh cần gì phải sợ kim hương mới đầu cũng nghĩ vậy nhưng không bao lâu cô cảm thấy bất ổn máu của mình giảm hơi nhanh thì phải thường thì kỹ năng ảnh múa sẽ được sử dụng như chiêu đánh lan lúc này hại người không mệt lại gần như tập trung hết công kích lên người cô những bóng xám không ngừng tán loạn kia vừa đánh lửa ánh mắt mọi người vừa tấn công cô liên tục vì vinh quang mạnh về thao tác kỹ năng cho nên hiệu quả kỹ năng có khi không được định nghĩa rạch ròi như kỹ năng ảnh múa đánh lan sẽ đơn giản và dễ trúng hơn sau nó cũng có thể công kích một mục tiêu chỉ là thao tác càng thêm dườm giả hơn thôi mà hại người không mệt đang làm như vậy hắn có thể thao tác tất cả ảnh phân thân tập trung tấn công kim hương cứ dồn đem mic như vậy, máu của Kim Hương giảm xuống nhanh chóng, nỗi lo vốn không có dần già xuất hiện. Chẳng lẽ mình sẽ chết? Kim Hương hoảng hồn, bất chấp tất cả mà kêu to, "Mục sư, đoàn đội ước chừng 15 người tất nhiên sẽ mang mục sư." Người chơi khác quả thực không phát hiện hoàn cảnh của Kim Hương, bấy giờ nghe cô gọi mục sư, mới đột nhiên phát hiện máu của Kim Hương không còn bao nhiêu. Mục sư vội chạy tới, đang định phù phép một bóng xám chợt lướt qua cạnh gã, một kích cắt ngang quá trình đọc phép. Dùng loại tức thời ấy, Kim Hương tức giận, chương 474 hai tin về hè, nếu trời lạnh thế này Trung Quốc đang chịu đợt lạnh nhất trong 30 năm qua, anh bướm đã viết status thế này, nếu ngày Diệp Tu rời khỏi ra thế lạnh thế này, hắn sẽ không đến tiệm nét hưng hân, hết toàn chức, comment, dấu cộng là số like, cộng 1942, nếu thời điểm Hoàng Thiếu Thiên đến hưng hân giúp đánh bản lập kỷ lục lạnh thế này tiệm nét hưng hân sẽ được lên tít hôm sau, kiếm thánh hoàng thiếu thiên đông chết trong góc xó một tiệm nét. Cộng 1848, Hàn Văn Thanh, muốn đến thành phố Quy không? Ấm lắm, Diệp Tu, Duyệt, 10 năm sau đó, bá đồ chiếm hết quán quân của Liên minh Vinh Quang, cộng 1618, tay đông cứng nên bị Trần Quả đánh bại. Hết cộng 1560, Diệp Tu mở cửa ra thế, gió lạnh rít gào, hắn xoay người ngoảnh đầu lại, đào hiên. Tôi muốn làm người bồi luyện. Cộng 1451. Ha 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 ha. Diệp Tu nói, thôi được, bố mày không rút khỏi đổi vậy. Cộng 1223, theo logic này, Diệp Thần có lẽ sẽ về thẳng nhà luôn ấy, Bắc Kinh ấm hơn mà. Cộng 1099, Diệp Tu rời khỏi gia thế, hắn lê bước trên con đường dưới 10 độ, gió lạnh quất mạnh vào lưng, hắn tới trước cửa tiệm nét hưng hân, còn chưa kịp mở miệng, Trần Quả đã nói: xin lỗi, trời lạnh quá tiệm đóng cửa. Toàn chức cao thủ hết, cộng 1017, xét một cách lý tính, nếu ngày Diệp tu bỏ nhà đi bụi cũng lạnh như hôm nay, phải chăng Diệp Thu sẽ có cơ hội thực hiện lý tưởng đời mình, mỉm cười, credit. chương 475, có thù án gì với bậc thầy pháo súng sao, thôi em đổi cái ảnh múa thành ảnh vũ nhé, em sợ nhầm chữ mưa nhưng mà coi bộ mọi người hiểu tương đương, kỹ năng hồi máu của mục sư chủ yếu chia hai loại. Một là duy trì HP, cần ngâm chú. Loại này là thuật hồi máu bình thường, phân ra làm ba kiểu hồi phục lớn, hồi phục nhỏ, hồi phục thánh ngôn. Càng về sau thì thời gian ngâm chú càng dài, HP hồi cũng càng nhiều. Mà ngâm chú của mục sư không thể dùng thao tác để nâng cao như kết ấn của ninja. Thao tác chỉ có thể giúp phát động kỹ năng nhanh hơn, tốc độ đọc phép chỉ có thể rút ngắn nhờ tinh thần của nhân vật và thuộc tính trang bị. Mà lại hồi máu còn lại thường dùng khi nguy cấp, loại này gọi là thuật điều trị cũng phân ra điều trị lớn điều trị nhỏ và điều trị thánh ngôn điều trị không cần phải ngâm chú thuộc loại kỹ năng tức thời thế nhưng thời gian cd rất dài chỉ xài mỗi thuật điều trị rồi chờ cd thì nhất định không đủ cho nên bình thường chủ yếu dùng thuật hồi máu là chính thuật điều trị chỉ dùng vào thời điểm quan trọng mà tiết tấu cùng thời cơ sử dụng ba loại hồi máu và điều trị sẽ thể hiện được trình độ của mục sư đó như thế nào tên mục sư của gia vương triều thấy sinh mệnh của kim hương còn chưa đến mức nguy hiểm hơn nữa bên mình còn nhiều người độ an toàn của bản thân được bảo đảm vậy nên gá vốn định ngâm chú hồi phục thánh ngôn cho kim hương ai biết ảnh vũ của hại người không mệt lại xảo trá như vậy thoáng cái đá cắt ngang gá kim hương sốt ruột thúc giục mục sư lẹ làng chuẩn bị dùng thuật điều trị chẳng ngờ lúc này ảnh vũ của hại người không mệt lại tiến về phía gá chịu tấn công không ngừng trạng thái của mục sư liên tục chuyển đổi từ đông cứng và bình thường làm sao có thể dùng kỹ năng mà ảnh vũ lúc này lại được hại người không mệt biến thành một kỹ năng giết được cả hai tên này quyết tâm muốn dạy cho kim hương một bài học nhưng sau khi một nửa sát thương từ ảnh vũ được chia bớt cho mục sư áp lực đè lên kim hương giảm hẳn vừa nhìn lại sinh mệnh của mình liền cảm thấy bản thân đã lo lắng thái quá nói thế nào thì vinh quang không thể xảy ra chuyện chỉ dùng một chiêu là lập tức giết được người khác kể cả tập trung toàn bộ ảnh vũ cũng không sau khi thong thả dùng bình hồi máu kim hương không hề lên tiếng âm thầm bố trí vị trí của mọi người trong kênh đội ngũ ảnh rốt cũng không thể giết mình thế nhưng ý đồ của tên này có lẽ là thừa cơ loạn lạc mà trốn đi kim hương tỉnh táo lại chỉnh đốn đội ngũ cũng không luống cuống tay chân như vừa nãy công kích của ảnh vũ vốn không nhằm vào họ hành động của họ cũng không chịu ảnh hưởng tất cả mọi người là lão làng trong vinh quang hiểu được đặc điểm của kỹ năng này, lập tức dựa theo sự sắp xếp của Kim Hương mà cẩn thận đứng vào vị trí. Trong khi thao tác ảnh vũ, hại người không mệt cũng cực kỳ chú ý tình huống xung quanh, hắn thầm tính nếu như cục diện cho phép, tuyệt đối sẽ bỏ dở kỹ năng lập tức chạy trốn. Mới đầu nhìn thấy đối thủ rối loạn đội hình, hại người không mệt tâm trạng kích động, cẩn thận tìm kiếm cơ hội, không ngờ đối thủ nhanh chóng ổn định lại, sau đó chọn vị trí hợp lý, làm cho kẻ thường lần vào đám đông hôi của Như Hại người không mệt tìm không được cơ hội lợi dụng. Mà bên con phố kia, những người đang truy lùng hắn cũng sắp đuổi kịp rồi. Thôi xác định, lúc này, Hại người không mệt bó tay thật rồi, bản đồ lớn không tưởng, thế mà bản thân lại chạy không thoát. Người của mấy công hội này, hôm nay cắn thuốc hay sao mà hăng hái dữ vậy? Giây phút ảnh vũ kết thúc, Hại người không mệt hoàn toàn không tìm được đường trốn, vị trí cuối cùng dừng lại, dứt khoát đứng trước mặt Kim Hương thuật ninja tước lạc ảnh vũ là một trong những đại chiêu hiếm hoi không bị đông cứng sau khi hoàn thành hại người không mệt trực tiếp dùng tước lạc từ trên trời đáp xuống làm kim hương té lăn trên đất dẫm mạnh lên đầu người ta cứ tưởng ảnh vũ kết thúc thì đối phương hết trò rồi không ngờ còn bị ăn một chiêu kim hương bị dẫm vào đầu liền cạp đất tư thế vô cùng khó coi trước mắt bao nhiêu người cực kỳ nhục nhã giết nó kim hương quỳ dạp trên đất có chút khản giọng là một cô gái hơn nữa còn là cao thủ, thành viên chủ chốt của gia vương triều, Kim Hương đã quen được chiếu cố khắp nơi, có bao giờ bị ai khi dễ vậy đâu. Vốn không thù hằn gì hại người không mệt, trong nháy mắt này liền kết oán thành thù. Ha 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 ha, chính lúc này, bỗng xuất hiện một chàng cười dài, là tiếng cười của nữ. Mà ở đây chỉ có Kim Hương là nữ, dựa vào tình cảnh của Kim Hương, làm sao có thể cười vui như vậy? Ngay cả hại người không mệt cũng bị tiếng cười làm cho kinh ngạc vô thức cảm thấy Kim Hương chắc bị điên rồi. Nhưng nghe kỹ lại phát hiện không đúng, tiếng vừa nãy nhỏ, cũng không rõ ràng, không phải ở gần đây. Tự nhiên chị cười làm gì, làm tôi bị lộ rồi. Tiếp đó một giọng nói tiếp lời, giọng này rõ ràng hơn nhiều. Kim công túa của gia vương triều mà lại ngã cạp đất, không mắc cười sao? Chợt có người nói, tiếng nói dường như hơi đứt quãng, lập tức khiến những tay lão làng của Vinh Quang biết rõ tình hình. Đây là tiếng của ai đó ngồi cạnh người chơi phát ra, chuyển vào trò chơi, hiệu quả không mấy tốt. Là ai? Kim Hương căm tức hỏi. Kim Công Túa là biệt danh mà người ta đặt. Sau lưng cô ở Gia Vương Triều, ý nghĩa không tốt đẹp gì, nhằm trêu chọc cô luôn ương bướng như một nàng công túa. Người chơi Gia Vương Triều xung quanh đưa mắt nhìn nhau, mắt nhìn qua lại, không biết là cô em ngồi cạnh ông bạn nào đang nói. Xin lỗi, xin lỗi nghen, quấy dày mọi người rồi. Tiếng nói lúc nãy lại phát ra, mà lúc này đây, một bóng người cũng từ góc đường quẹo ra vừa nói chuyện vừa bước nhanh tới quân mạc tiếu mọi người thầm kêu sợ hãi hô hào một hồi vốn muốn vây hại người không mệt lại trở thành tấn công quân mạc tiếu những người bên cạnh kim hương đều là thành viên có vai trò khá cao trong công hội biết cái gì mới là quan trọng cho công hội nên vừa thấy quân mạc tiếu lập tức biết nặng nhẹ nháy mắt bơ luôn hại người không mệt có sơ hở hại người không mệt đang vui mừng trước sơ hở bất ngờ này nhưng đưa mắt ngó thử, mới phát hiện nguyên nhân của lỗ hổng là bởi mọi người hoàn toàn đổi sang vây quân mạc tiếu, nhất thời sáng tỏ. Hắn rốt cuộc biết được, ngày hôm nay các công hội lớn hang máu truy sát khắp nơi, thực tế là vì sự tồn tại của tên này. Mà bản thân tiếp xúc với hắn ta nên mới bị liên lụy. Quân mạc tiếu, bây giờ, hại người không mệt mới ghim ký cái tên này, mà tên quân mạc tiếu nháy mắt cũng bị vây giống hệt hắn. Chỉ thấy quân mạc tiếu đột nhiên lăn người, khi đứng dậy đã xoay 180 độ, trực tiếp nổ súng, nhân vật bắn lên bay ngược, là phi súng, toàn bộ động tác lưu loát liền mạch. Nhưng như vậy cũng không đủ thoát khỏi vòng vây, công kích của người chơi vây quanh đã sớm ảo tới, quân mạc tiếu nháy mắt biến thành làn khói. Thuận phân thân, hai người không mệt kinh hái, hắn là một ninja lâu năm, vậy mà không phát hiện quân mạc tiếu đang lơ lửng kia hóa thành ảnh phân thân khi nào. Chú chậm quá, anh chờ nửa buổi rồi tiếng của quân mạc tiếu ngay sát bên tai. Chờ cái gì? Hại người không mệt khó hiểu hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn người thật quân mạc tiếu đã vọt tới cạnh mình. Cơ hội nhặt mót chứ gì? Nói xong, quân mạc tiếu nâng tay, hại người không mệt nhìn bóng lưng nên không biết hắn đang dùng kỹ năng lơ lửng gì, kim hương vừa mới bỏ dậy đã bị hắn hất lên không? Từ lúc xuất hiện tiếng cười, cho đến khi quân mạc tiếu chạy tới cạnh mình, mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức kim hương mới bỏ dậy thôi. Cơ hội nhạt mót, nãy giờ anh bám theo tôi à, anh theo chú làm gì? Chú không phải mục tiêu của anh, Diệp Tu nói. Nhạt mót thì làm gì có mục tiêu? Hại người không mệt dứt lời, đột nhiên để ý quân Mạc Tiếu đang tấn công Kim Hương, tính cả cái tên từng bị bất chấp giết chết trước đó. Thật trùng hợp, hai người đều là bậc thầy pháo súng, anh có thù hận gì? Với bậc thầy pháo súng, hại người không mệt tỉnh ngộ, bậy à? tôi có quan hệ thân thiết với bậc thầy pháo súng lắm đó cả hai nói chuyện nhưng không hề đứng yên sau khi diệp tu hất kim hương lên không bèn nối tiếp bằng thao tác áp súng trực tiếp bắn kim hương sang phía sơ hở mà hại người không mệt mừng rỡ nãy giờ lúc này hắn ta xông lên vừa chạy vừa tấn công kim hương liên tục cứ như đang dẫn bóng mà không cần bóng chạm đất hại người không mệt cũng theo sát bên cạnh chẳng qua sơ hở này làm hắn buồn hết sức hắn bị bơ nên mới có sơ hở này chú em giúp một tay đi, coi như nể mặt anh từng cứu chú, Diệp Tu nói. Chỗ nào chứ, hại người không mệt ra tay, cũng giống quân mạc tiếu, coi kim hương là banh mà quật. Cầm thú, lúc trước không nhờ anh, chú đã bị người ta bắn chết ngay góc tường rồi. Diệp Tu nói, hại người không mệt lập tức nhớ ra, lúc đầu hắn tùy tiện leo tường, bị người ta bắn, may mà quân mạc tiếu dẫn đường đột phá mới thành công phá vây. Trời đất chứng giám, hại người không mệt cố gắng phá vòng vây, mỗi phút đồng hồ trôi qua thật phong phú, cảm giác ban đầu cứ như chuyện thừa nào, quả thực nhất thời quên mất. Chí tôi đã giúp anh giết chết bậc thầy pháo súng kia, trả nợ nhân tình rồi, hại người không mệt nói. Lần này cũng giống thế, chút nữa thôi, xong rồi nè, Kim Hương rơi không ai đón nữa, bởi vì cô đã biến thành thi thể rồi. Mà lúc này đây, tay chân lanh lẹ như hại người không mệt lại không dành trang bị. Tình cảnh hiện tại quá gian nan, cân nặng sẽ gây ảnh hưởng, hắn lại không muốn thêm gánh nặng. Kết quả đối phương không chậm hơn hắn là bao, đồ vận vừa rơi ra liền bỏ túi. Chớp mắt ấy, hại người không mệt khẽ run, bởi vì chữ trang bị hình như màu cam, chẳng lẽ là vũ khí cam, hại người không mệt ngạc nhiên, trong cuộc đời hôi của mình, hắn chưa từng nhặt được vũ khí cam. Thánh hôi của cũng không bằng bàn tay vàng của tu. Chương 476, oán niệm của Trần Quả Trang bị tự chế, cơ bản chỉ thuộc về giới chuyên nghiệp trong thần chi linh vực một món trang bị cam đã rất là hiếm có được trang bị cam và giữ được trang bị cam đã trả phải dạng vừa tỷ lệ sống sót trong những trận huấn chiến cũng cao hơn hai người không mệt là một kẻ nhặt mót nhưng cũng không phải hạng chỉ đi mót đồ bị nổ rớt ra hắn rất tinh quan sát kỹ lưỡng từ trang bị cho đến lượng máu của từng em trong trận huấn chiến trước mỗi lần ra tay thế nên hắn hành nghề có chủ đích hơn những đứa nhặt mót thông thường nhưng cao thủ có trang bị cam lại không cho hắn cơ hội chém phát chết luôn nên dù muốn lắm đấy nhưng đách có cơ hội nào mà chọn mục tiêu rồi đuổi cùng giết tận như quân mạc tiếu thì hại người không mệt đảm bảo đó không phải nhặt mót mà là cướp giật rơi gì thế vấn đề gây tò mò muôn thuở hại người không mệt cũng không ngoại lệ vòng cầu cùi thôi diệp tu đáp cùi cùi thì cũng là cam làm như bố mày không thấy chắc hại người không mệt rất muốn thọc cho hắn ta một nhát nhưng phải nhịn lại rồi cố mà bình tĩnh hỏi hình như là trang bị cam hay sao ấy cũng là rác thôi diệp tu nói thế ông anh muốn cái gì hại người không mệt bắt đầu run giọng vũ khí diệp tu trả lời rồi tự dưng vu vơ hỏi vũ khí phải không nhỉ hà hại người không mệt xoắn suýt với câu sau không hỏi chú người diệp tu hỏi đương nhiên là trần quả ngồi bên cạnh ngay từ đầu thái độ của hắn đã rất nghiêm túc khá là tích cực muốn cuôm về cho trần quả món đồ cô bị rơi thậm chí còn hiếu học hỏi trần quả người chơi bậc thầy pháo súng nào trong gia vương triều có đồ ngon nhất dù sao trần quả cũng từng là lão làng trong công hội gia vương triều hội trưởng thành viên nòng cốt họ không biết cô nhưng cô biết họ mà kẻ ra thì hầu như ai trong công hội cũng biết những người này có món đồ xịn nào nhưng khi diệp tu hồ báo trường mẫu giáo hỏi cô ai có trang bị tốt nhất thì trần quả cảm giác rất giống một nhân vật phản diện cô quả thực rất ghét đám gia thế cũng rất xót món đồ mình bị rơi nhưng tấn công người khác để lấy trang bị về thì không được vinh quang cho lắm thành viên của gia vương triều đều là những người chơi bình thường diệp thu bị gia thế bày trò đuổi đi cũng không liên quan đến một cọng lông nào của họ không chừng sau khi biết chân tướng sự việc họ còn nhảy ra bênh vực diệp thu là đằng khác nên dù muốn chút giận lên ra thế cũng tuyệt đối không cần ra tay với nhóm phe này. Lúc đầu Trần Quả còn từ chối, nhưng nghĩ thế nào lại đột nhiên thốt ra một cái tên, Kim Hương. Kim Hương hiện đang là thành viên nòng cốt của Gia Vương Triều, nhưng... Vào cái thời Trần Quả gia nhập thì Kim Hương còn chưa phải. Khi đó nhỏ cũng là một phen cuồng gia thế, cũng là một thường dân trong công hội. Một cô nàng hoạt bát cởi mở luôn là đối tượng được yêu thích. Kim Hương thực sự được hoan nghênh trong công hội, đi đâu, đi với đội nào, tất cả mọi người đều nhường nhỏ, nhỏ thiếu đồ nào cũng nhường nhỏ trước. Tuy Trần Quả cũng là con gái, nhưng tự lập sớm, tuổi lại không nhỏ, ngoài đời còn là bà chủ, trong trò chơi thì đầy vẻ chị hai, nên khá quý mến cô em như Kim Hương, cũng nhường nhỏ như bao người chơi khác. Hơn nữa, trục yên hà của Trần Quả lại cùng nghề với Kim Hương, mọi người cùng nhau chơi, số lần cô nhường Kim Hương cũng nhiều hơn ai hết. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì to tát, nhưng nếu coi việc người khác nhường mình trở thành lẽ hiển nhiên thì lại có chút không biết điều có lần có người mới gia nhập cũng là một cô bé cũng chơi bậc thầy pháo súng dĩ nhiên đây đều là ảnh hưởng từ tô mộc tranh trong gia vương triều con gái chơi bậc thầy pháo súng có cả mớ với người mới người tự cho mình là chị cả như trần quả đều có lòng quan tâm trong một lần đi phó bản cô đã ưu tiên trang bị cho cô bé mới này trong công hội với mỗi đoàn đội phó bản cố định vật phẩm đều do đội trưởng phân phối, đây là giao hẹn bất thành văn. Không ai dị nghĩ gì hành động quan tâm người mới của Trần Quả. Trừ Kim Hương, một đứa được mọi người nhường nhịn từ trước đến giờ, thì nhỏ khá khó chịu với việc đưa trang bị mà đáng ra mình cũng có quyền lấy cho người khác. Người trong đội có lòng an ủi càng khiến nhỏ được đà, lần ấy Trần Quả mới được mở mang tầm mắt. Trần Quả không cười nhạt cho qua được như Diệp Tu, lúc đó cô đã muốn hai mặt một lời với Kim Hương. Thế nhưng Kim Hương không thèm tiếp chuyện Trần Quả, mà khóc lóc hết chỗ này chỗ nọ, lén lút kể khổ với cả mớ người để giành đồng cảm, biến Trần Quả trở thành kẻ độc đoán trong đoàn đội. Loại miêu tả này cũng khá giống tính cách mạnh mẽ thẳng thắn của Trần Quả, có thể nói, trò châm ngòi ly gián của Kim Hương đã thành công. Với tính cách của Trần Quả, cô chả thèm khóc lóc ỉ ôi giải thích, mà trực tiếp muốn khiêu chiến một trận với Kim Hương. Đây là cách đàn ông hay dùng để giải quyết vấn đề, nhưng Trần Quả thích, cô cũng lười cãi nhau với trẻ con. Chiến đấu tuy không giải quyết được thị phi, nhưng cũng đặt dấu chấm cho mọi chuyện. Trong trò chơi, đây thực sự là cách giải quyết vấn đề rất thông dụng. Kết quả với cách thức rất nam tính này, Kim Hương cũng tìm luôn một gã đến thay nhỏ chiến đấu. Với một Kim Hương vào gia vương triều sau trần quả, nhỏ đã tự cho mình là một cô công tú bé bỏng được người. Người che chở. Trần Quà thì chả ngán bố con thằng nào cả, chẳng qua Kim Hương tìm một gã cao thủ trong công hội đến, Trần Quả tự thân chiến đấu, đáng tiếc là bị thua. Là người không cù nhầy, thua thì thôi, cô không nhiều lời, đối phương kiêu căng, nói móc, cô cũng chỉ nhìn. Trần Quả muốn rời công hội, rồi lại không nỡ. Gia nhập công hội của câu lạc bộ sẽ có cơ hội gặp thần tượng trong trò chơi, bao người chơi cũng vì điều đó mới trở thành một phần tử trung thành với công hội. Vậy là tình yêu với Tô Mộc Tranh và Diệp Thu vẫn chiến thắng oán niệm với con nhỏ đó trục yên hà tiếp tục ở lại công hội xem kim hương tiếp tục đóng vai công túa trong gia vương triều biệt danh kim công túa không phải do cô đặt cũng chẳng biết được gọi từ bao giờ nhưng trần quả thích cô thấy cái biệt danh này thật là chính xác trong gia vương triều người ghét kim hương không ít nhưng người chiều chuộng nhỏ cũng rất nhiều cứ thế nhỏ phất như diều gặp gió trở thành một trong những thành viên nòng cốt của gia vương triều thành viên nòng cốt khác với member thông thường thành viên nòng cốt có được đặc quyền nhất định có thể xem như đại diện cho chiến đội trong game lúc đầu trần quả cũng muốn nhận được đặc quyền ấy để mình có thể tiến gần chiến đội hơn khi kim hương trở thành một thành viên nòng cốt trong công hội cũng dậy sóng một hồi cô nàng này vẫn luôn là đối tượng nửa khen nửa chê với trần quả mà nói cô vĩnh viễn chả hiểu nổi sao vẫn có người thích được nhỏ ta đại khái là nghệ thuật bánh bèo đi trần quả cho là thế chẳng qua mới nghĩ đến hai chữ này thôi cũng đã muốn ói. Bánh bèo, với chị chủ trần thì đó đúng là kỹ năng nghề mà cô không tài nào học nổi. Chuyện cũng đã lâu, nhưng một khi trục yên hà còn trong gia vương triều thì cái tên Kim Hương vẫn là sự tồn tại không thể phớt lờ. Trần quả buộc phải thừa nhận, đó vẫn là cái gai trong lòng cô, từ đầu chí cuối cô đều không phục, dù sao cô cũng gai mắt Kim Hương. Tuy nghe nói giờ nhỏ đã bớt công túa hơn trước, lúc dẫn đội cũng như chị cả nhường nhịn người mới. Nhưng nghĩ cũng đương nhiên thôi, thành viên nòng cốt còn cần người ta nhường đồ sao? Quyền ưu tiên dành cho thành viên nòng cốt đã là chuyện dĩ nhiên rồi. Thế nên hôm nay, khi Diệp Tu tự dưng hỏi cô bậc thầy pháo súng nào trong gia vương triều có trang bị ngon nhất như để cướp giật. Trần Quả vốn không muốn, nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nói tên Kim Hương ra. Fan của Tô Mộc Tranh trong gia vương triều rất nhiều, tỷ lệ người chơi bậc thầy pháo súng cũng rất lớn. Thành viên nòng cốt không chỉ có một người, bậc thầy pháo súng của Kim Hương cũng không tính là ngon nhất, nhưng nhỏ đó bị rớt. Đồ thì lòng Trần Quả cũng đỡ dai dứt, kể ra còn thích là đằng khác. Lúc nghĩ vậy, Trần Quả còn hơi xấu hổ, cảm thấy mình thật hẹp hòi. Nhưng sau khi thấy quân mạc tiếu của Diệp Tu chạy loang quang thế nào lại nhắm trúng Kim Hương trong chấn nhỏ hoang vu thì nội tâm Trần Quả lấp đầy niềm mong đợi. Cô Bống nhận ra ước muốn được thấy Kim Công túa bị người ta hành đến bật lực của mình, chắc chắn Diệp Tu sẽ hoàn thành được sứ mệnh đó. Trần Quả mãi suy nghĩ miên man, trong khi Diệp Tu thì bất động chằm chằm quan sát nhỏ ta. Cứ ôm cây đợi thỏ thế cho đến khi hại người không mệt đột ngột nhảy ra tấn công. Thao tác gần như chuyên nghiệp oánh cho Kim Hương không thể trở tay dù được cả đội bảo vệ. Lại còn bị chiêu cuối dấm cho nằm bò ra cạp đất, mất hết cả hình tượng thì Trần Quả cũng bật cười sảng khoái hẹp hòi đấy thì sao cần quái gì phải giấu chị đây méo phải bồ tát khoảnh khắc đó trần quả cũng vứt luôn cái sự tự khinh bỉ đạo đức của mình ai dè tiếng cười sung sướng của cô làm quân mạc tiếu của diệp tu bị lộ tẩy lúc đó trần quả đang dí vào màn hình của diệp tu để coi kim hương ăn hành rồi cười hà hê vũ khí không rơi chỉ rơi mỗi chiếc vòng cổ cùi. diệp tu báo cáo thành quả cho trần quả ngon ngon trần quả rất hài lòng Kỳ thật cô cũng không nhắm vào đồ của Kim Hương, đơn giản chỉ muốn xem Kim Hương ăn hành mà thôi. Chị có thù hằn gì với em hả? Diệp Tu bắt bài ngay. A à thi, chuyện dài lắm. Rơi một lần đã đủ chưa? Diệp Tu lại hỏi. Trần Quả hơi do dự, sau đó hỏi dò lại, nhỏ còn quay lại không? Chật chật, độc nhất lòng dạ đàn bà, Diệp Tu than thở. Nói gì đấy? Trần Quả vừa xấu hổ vừa tức giận. Yên tâm, tôi không mặc cảm tội lỗi đâu, dù là bạn chị, tôi cũng không ngại đâu, Diệp Tu nói. Cơ mà, cơ mà cái gì, cơ mà người bị lấy đồ biết là tôi làm, chỉ bảo họ có thấy tự hào không nhỉ? Diệp Tu hỏi, Trần Quả nín thinh, nhưng cô cũng phải thừa nhận, có khi là có đấy. chương 477, tranh lệch sau khi phát hiện tung tích quân Mạc Tiếu, tất cả các công hội hưng phấn hẳn lên. Quân Mạc Tiếu mới chính là con mồi mà tất cả đang nhắm đến. Hại người không mệt cùng lắm cũng chỉ là hàng tặng kèm thôi. Đặc biệt, ba hội trưởng công hội phấn khích lạ thường. Cả ba đều đang mở bản đồ điện tử khu trấn nhỏ hoang dã lên hỏi gió tọa độ của quân Mạc Tiếu, có được là bắt đầu bài binh bố trận. Không nên gấp gáp, cứ bố trí vòng vây rồi từ từ thu hẹp lại, hắn không thoát được đâu. Xuân Dịch Lão nói, một nửa đội ngăn cản hại người không mệt của Kim Hương là Gia Vương Triều, đội truy đuổi giáo giết sau lưng hại người không mệt là Trung Thảo Đường. Tính ra thì người của Lam Khê các còn chưa tham gia trực tiếp vào vụ này, trông xuân dịch lão có vẻ bình tĩnh hơn chút. Đúng, thằng trẻ nhất quyết không lóc ao rồi, thế thì mình cứ chậm chậm chơi với hắn, thiên nam tinh nói. Tự nhiên hắn ta nhảy ra làm gì? Xuân dịch lão hỏi, nghe bảo là giết kim hương của gia vương triều, thiên nam tinh nói xong, tự nhiên muốn nhìn thấy biểu cảm của Trần Dạ Huy lúc ấy. Quân Mạc Tiếu định trả đòn gia vương triều à, lúc trước phá vây, hắn liều chết giết một bậc thầy pháo súng, hình như là người của gia vương triều giờ lại giết thêm một người cũng là thành viên chủ chốt của gia vương triều nữa. Nghĩ đến đây, thiên nam tinh liền PM Xuân dịch lão. Hình như Diệp Thu nhắm vào gia vương triều, thiên nam tinh nhắn, ừ, vừa nhận được tin, Xuân dịch lão đáp bằng một câu lời ít ý nhiều, đến dấu chấm cũng lười gó. Thiên nam tinh nhận được câu trả lời liền cảm thấy bực tức. Dù Trung Thảo Đường và Lam Khê các không đối đầu, gã cũng cực kỳ ghét cái tính này của Xuân Dịch Lão bây giờ thật sự chán chả muốn ngó ngàng tới, nhưng rồi hắn đột nhiên nghĩ ra, ở cũng có cần phải để ý đến đâu. Mình tính toán sao cho bên mình có lợi là được, cần qué gì quan tâm bọn xuân dịch lão. Nghĩ đến đây, thiên tinh nam dứt khoát tắt khung chát. Trong lòng lại tính xem trận này có làm ngư ông đắc lợi được không. Ai cũng muốn giết quân mạc tiếu mà, quân mình giết hay gia vương triều giết trả như nhau. Gã còn mong mỏi trong lúc bị hành xử quân mạc tiếu có thể cắn trả gia vương triều mấy phát chú ý vây kín, không cần chủ động quá, quan sát kỹ ý đồ của quân Mạc Tiếu, thiên nam tinh nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Trên đường, quân Mạc Tiếu và hại người không mệt đang cong mông chạy cùng nhau, những kẻ bám đuôi phía sau đuổi theo điên cuồng, tấn công tới tấp mà không tiếc kỹ năng nào. Nhưng mấy thứ ấy chả là gì. Trong khi quân Mạc Tiếu đang chạy, Diệp Tu còn nói chuyện với Trần Quả ở ngoài game, hại người không mệt bên cạnh cũng vảnh tai mong hóng hớt được. Gì? Kết quả nghe thấy Diệp Tu nói câu, họ có thấy tự hào không? Hại người không mệt không nhìn được mà, hừ, một tiếng. Anh nghĩ anh là ai? Không còn gì để nói, hại người không mệt chủ động bắt chuyện. Anh không phải thằng mém chết vì bị vây, Diệp Tu móc xỉa. Ngoặc kép, ngoặc kép, hại người không mệt tức giận. Hai lần, Diệp Tu còn bổ sung. Đường ai nấy đi, hại người không mệt dứt khoát nói. Tiền trước mặt là đoạn đường giao nhau, hại người không mệt lập tức quẹo phải. Ai ngờ lại thấy Diệp Tu không hề do dự đi theo. Đừng đi theo tôi, hại người không mệt nói. Chú tài thật đấy, có ba hướng, hai hướng kia đều có người. Chú rẽ ngay hướng còn lại, lại còn hỏi anh vì sao đi theo. Sao chú không rẽ vào hướng nào có người ấy, Diệp Tu nói. Phía trước rẽ trái, Diệp Tu nhắc nhở. Hại người không mệt không hề dừng bước mà cứ đi thẳng. Diệp Tu cũng chẳng thèm để ý, đưa quân mặc tiếu rẽ trái rẽ vào chưa được ba giây liền thấy hại người không mệt phóng như bay lao đến đừng đi theo anh diệp tu lạnh lùng hại người không mệt khóc không ra nước mắt hắn cũng không muốn đi theo đâu nhưng hắn cũng không muốn chết chỉ là bị diệp tu trả đòn như vậy quả thực không chịu nổi hại người không mệt đứng lại xoay đầu ây bọn trẻ giờ cá tính thật đấy diệp tu cảm thán một câu rồi cũng đưa quân mạc tiếu vòng trở lại đi theo tôi làm gì hại người không mệt lập tức ăn miếng trả miếng anh là người thành thật, Diệp Tu đáp. Hả, hại người không mệt không hiểu câu này thì liên quan gì? Người bên kia đông hơn, Diệp Tu giải thích, hại người không mệt tức phọt máu, không tìm được từ miêu tả cảm xúc của mình. Thẳng phía trước có 5 người chơi cản đường, hình như biết rõ hai người lợi hại, thấy cả hai vọt thẳng tới đá không vội vã xông lên, ngược lại chỉ đứng vững tại vị trí chuẩn bị đón đầu hai người. Hại người không mệt nhìn thấy phía trước có nhà trống, liền chạy xéo về phía cửa. Chú làm gì đấy? Diệp Tu hỏi, hai người không mệt không nói không rằng vọt thẳng vào nhà. Diệp Tu không để quân Mạc Tiếu đi vào mà đứng ngoài cười mỉa. Kết quả đếm từ một đến ba cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Chú muốn chết ở đó hay sao mà còn không ra? Diệp Tu lười nhác hỏi, hai người không mệt lê lết bước ra, có tí xấu hổ. Sao anh biết nhà này không có cửa sổ? Hai người không mệt hỏi, nhìn bản đồ đó, thiên tài ơi diệp tu trả lời trên bản đồ có ký hiệu sao hại người không mệt rất buồn bực xem bản đồ điện tử bên ngoài chú rốt cuộc là tay mơ hay cao thủ vậy hả diệp tu trả lời cao thủ hại người không mệt đáp cực kỳ tự tin chuẩn bị chiến đấu đi cao thủ miệng thì vẫn nói nhưng động tác của hai người không chút mảy may chốc lát đã tiến vào phạm vi tấn công của năm người kia cả hai đều không chủ động ra tay mà quyết định tùy hoàn cảnh mà hành động nếu mấy kẻ kia cũng không làm gì thì tốt quá chạy thẳng qua mặt là xong từ điểm này có thể nhìn ra hại người không mệt biết đối không phải gà mờ hiển nhiên kinh nghiệm chạy trốn vô cùng phong phú năm người cản đường đương nhiên không đứng im nhìn chằm chằm vào hai người đang tiến ngày càng gần hai tên kiếm khách trong đội đã ra tay trước ánh kiếm lóe lên mỗi tên một chiêu rút đao chảm đường kiếm đan vào nhau nhìn mà giận mình cùng công hội cùng một đội lại quen biết nhau hai người phối hợp khá thuần thục tuy không thể ăn ý được như các tuyển thủ chuyên nghiệp trong chiến đội nhưng phương thức phối hợp này đều học tập từ đó mà ra cả ít nhất thì không làm được thần thái cũng copy được cái hình ảnh bên ngoài màn phối hợp của hai người chính là một chiến lược phối hợp dành cho hai kiếm khách với tư cách là nghề thu hút nhất trong vinh quang bất kể là trong trò chơi hay trong giải chuyên nghiệp đều thường xuyên gặp thế nhưng kiếm rơi xuống chỉ chém chúng một cái bóng để lại lúc hướng đường kiếm ấy Hai người không mệt đã nhảy về sau tránh được, rồi lại dùng thuật phân thân, tay nhanh kỹ năng ra cũng nhanh, nhân lúc mọi người không kịp để ý, người thật đã vọt qua chỉ để lại một phân thân. Nhìn lại, hai người không mệt thấy Quân Mạc Tiếu dù chậm hơn hắn một tẹo nhưng lại nhàn nhã thong dong như đang dạo chơi. Hai người không mệt không thấy hắn dùng kỹ năng nào, chả lẽ tên này cứ thế đi qua được thật à? Hai người không mệt không dám tin, nhưng sự thật đúng là như vậy. Quân Mạc Tiếu cứ thế đâm thẳng tới, hai kiếm khách tưởng rằng đường kiếm giao nhau của mình đã chém trúng tên này nào ngờ hắn ta lại xuyên qua ánh kiếm trực tiếp vọt qua giữa hai người họ khiếp sợ cũng vì quá khiếp sợ mấy tên này mới phản ứng chậm để cho phân thân của hại người không mệt đánh lừa chứ không phải bọn họ không chuẩn bị đối phó thế nhưng quân mạc tiếu trực tiếp vọt qua kiếm quang của họ đây không phải không chuẩn bị mà ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ tới sao anh qua được hại người không mệt không nhịn được hỏi chạy qua diệp tu trả lời chạy kiểu gì quá cứ thế chạy quân mạc tiếu còn chạy tằng tằng vài bước làm ví dụ cho hại người không mệt người khác chắc sẽ nghĩ đây là trêu đùa nhưng hại người không mệt lại lập tức nhìn ra ẩn ý đằng sau mấy bước này là tiết tấu chạy đơn giản có tiết tấu lợi dụng tiết tấu thay đổi lừa gạt đối phương khi đối phương cho rằng mình đã đâm chúng trên thực tế tiết tấu lúc này lệch đi một chút lợi dụng sự lệch đi này tránh được nhát chém nguyên lý đơn giản là như vậy Nguyên lý thì đơn giản, nhưng người làm được tuyệt đối là hàng hiếm. Đây không chỉ là khống chế nguồn nguyễn tiết tấu đơn giản nữa, mà còn cần phán đoán chuẩn xác tiết tấu của chính đối thủ và kỹ năng đối thủ. Chúng phải thông qua rất nhiều yếu tố như thuộc tính, trang bị, kỹ năng, cấp độ và thao tác người chơi mới có thể quyết định được. Liếc cây ra luôn, dễ thế à, chắc nó hên, hại người không mệt không tin có loại cao thủ này trên đời chỉ là nguy hiểm chưa qua, hắn không rảnh nghĩ kỹ hai người tán nhảm đôi câu thì được nghĩ cao siêu rất dễ gây thất thần mà thất thần ắt sẽ xảy ra chuyện đi đường đâm đầu vào cây không phải chuyện chỉ có ngoài đời thực đâu phá được vòng vây của năm người này phía trước tạm thời không có trở ngại gì chỉ là đội quân đuổi theo phía sau ngày càng nhiều lên đến đây anh dạy chú mấy tuyệt chiêu đối phó với những trường hợp như này diệp tu nói tôi nhặt mót vô số lần có tình huống nào chưa trải qua chứ hại người không mệt không hề khiêm tốn tẹo nào. Tình huống bây giờ chắc chắn chú chưa trải qua đâu, Diệp Tu khẳng định. Bộ anh trải qua rồi chắc, hại người không mệt đáp trả. Anh mày lúc ở khu 10, khu mới mà cũng dám kể, không biết xấu hổ. Hại người không mệt khinh bỉ cắt ngang, nhớ năm đó anh đây, nhớ năm đó ai mà chả nói được. Hại người không mệt tiếp tục khinh thường, anh đây cấp 50 vào thần chi lĩnh vực, chú có làm được không? Hại người không mệt hết cái để nói, chuyện này đúng là không coi thường được. Cấp 50 tiến vào thần chi lĩnh vực là chuyện hắn còn chưa từng nghĩ tới, mà tên đang sống sờ sờ trước mắt đây lại làm được. Người ta mới cấp 52 đã chạy rong khắp nơi, hơn nữa còn dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Thật ra, lúc Diệp Tu nhắc đến khu 10, hại người không mệt cũng đã tin. Cấp 52 có thể gây ra sóng gió tại thần chi lĩnh vực chắc chắn là một mối hỏa. Hại người không mệt chỉ mạnh miệng không cam lòng mà thôi thành viên mấy công hội kia vừa thấy quân mạc tiếu đã lập tức tấn công hoàn toàn phớt lờ hắn đường đường là thánh nhặt mót nổi như cồn điều này làm hắn bị tổn thương sâu sắc hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể khiến một công hội sợ tái mặt nhưng xem ra ảnh hưởng ấy cũng chỉ ở ngoài mặt các công hội có thể sợ hắn đề phòng hắn nhưng chưa từng tổ chức vây bắt hắn ở quy mô lớn như thế trực tiếp biến một khu luyện cấp bình thường thành thế này Chả có lẽ thằng cờ hó trước mặt hắn chính là boss dữ dằn nhất mỗi năm ló CMN mặt một lần, nhất. Định phải chú ý quan sát, xem xem tranh lệch ở chỗ nào, hại người không mệt nghĩ ngợi. Chương 478, dạy dỗ cẩn thận, để anh cẩn thận dạy chú nào. Hại người không mệt vốn muốn tự mình quan sát, nhưng nghe giọng điệu đối phương, cứ như định nói thẳng cho hắn biết tranh lệch ở đâu. Hại người không mệt đột nhiên cảm thấy không muốn chút nào. Trong thâm tâm, hắn thừa nhận trình độ người này có lẽ nhỉnh hơn mình nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ chịu cúi đầu nghe thằng trả dạy bảo huống chi tên này còn có cái kiểu đương nhiên phải thế không khiêm tốn tẹo nào nếu không phải giờ không còn đường nào để đi hại người không mệt chắc chắn sẽ mỗi người một ngả với hắn ta dưới bất kỳ tình huống nào cũng cần quan sát kỹ lưỡng điều thứ nhất cần làm chính là thu thập những tin tức có giá trị diệp tu nói nói thừa thái độ của hại người không mệt không chút nghiêm túc hắn cũng chả phải đang khiêm tốn học hỏi. Chú biết, hừ, hại người không mệt cho rằng câu hỏi này thật đần độn, dứt khoát không trả lời. Sao hắn lại không biết? Từ xưa tới nay, hắn luôn quan sát rõ tình huống trước mỗi khi nhặt mót, xác định mục tiêu cụ thể. Hắn chưa bao giờ hành động như nhiều tên hôi của khác, cứ ngu mốc xông vào bên trong, đi tới đâu nhặt tới đấy, không tính toán tí gì. Không, chú không biết, gian phòng trống nào có cửa sổ chú còn chẳng biết, Diệp Tu nói. Thì, Hải người không mệt giật mình, hắn không ngờ đối phương sẽ nhắc tới chuyện này. Hắn muốn biện hộ cho mình nhưng lại không thể mở miệng, bởi vì hắn quả thực không biết. Biết căn phòng chống nào có cửa sổ rất hữu ích vào lúc này đúng không? Diệp Tu hỏi, phải, nhưng chú lại không biết. Thông tin rất quan trọng, Diệp Tu nghiêm giọng nói. Ừm, um, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, tôi không kịp chuẩn bị, hại người không mệt ngụy biện. Mở bản đồ điện tử bên ngoài là được, nếu chú em không biết điều ấy, thì chứng tỏ sự coi trọng của chú với tình báo hoàn toàn không đủ, diệp tu nói. tôi quen chơi full screen rồi, bản thân hại người không mệt còn thấy lý do này hơi vô lý. ha ha, diệp tu chỉ cười không nói, kiếm ninja của hại người không mệt triệt ra khỏi vỏ một chút, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được. điều chúng ta cần làm hiện giờ, chính là thoát khỏi mấy thằng bám đuôi, diệp tu nói. nói thừa, lòng kiêu ngạo của hại người không mệt đã sụt giảm rất nhiều hai tiếng này chỉ nói cho có lệ, mất hết khí thế. Việc đầu tiên cần làm là thoát khỏi tầm mắt của chúng, Diệp Tu nói. Đương nhiên, biết vì sao phải làm như thế không? Diệp Tu hỏi, như vậy thì chúng sẽ không nhìn thấy hai ta, hại người không mệt nói. Chú là học sinh tiểu học đấy à? Kính nhờ chú trả lời sâu sắc tí có. Được không? Diệp Tu nói, câu hỏi của anh thì sâu sắc lắm sao? Hại người không mệt tức. Mục đích cuối cùng là khiến chúng không tìm thấy tụi mình, không nhìn thấy chỉ là để tạo một không gian có thể triệt để lợi dụng, Diệp Tu nói. Ha ha, sâu sắc thật đấy, hại người không mệt cười diễu. Vậy không gian thế nào mới có thể lợi dụng được tốt nhất? Diệp Tu hỏi, hả, vấn đề này hơi bất ngờ, hại người không mệt nhất thời chưa nghĩ ra. Đáp án là giao lộ, Diệp Tu nói, đẹp, hại người không mệt cảm thấy mình bị trâu, rẽ ở giao lộ, đương nhiên đối phương sẽ tạm thời không nhìn thấy chuyện đơn giản mà tên này phải vờ vịt nói vòng vo thành như vậy còn không gian cái gì gì xem ra chú chả hiểu ý anh diệp tu nói với vẻ tiếc nuối ý anh là trong trường hợp gặp phải giao lộ khi góc nhìn của chúng không nhìn thấy tụi mình chúng sẽ phải tách ra giao lộ có hai đường chúng phải phân làm hai có ba đường thì phải phân làm ba đội dần dần chia nhỏ cuối cùng sẽ thoát khỏi đối thủ ơ ờ, hại người không mệt giật mình tìm nhiều giao lộ, rẽ nhiều, thì càng dễ dàng thoát khỏi đám người truy đuổi. Phương pháp này hại người không mệt cũng hiểu, nhưng vì sao làm thế lại dễ dàng thoát thân, hắn thực sự chưa từng nghĩ tới. Cái lý lẽ này nói toạc ra thì khá nông cạn, nhưng chỉ khi hiểu rõ được nguyên lý này mới có thể suy một ra ba. Giao lộ chỉ là một ví dụ của không gian. Trong tình huống cần thoát khỏi tầm nhìn, buộc đối phương không thể không đối mặt với nhiều lựa chọn. Đây mới là đặc điểm và điều kiện mà không gian yêu cầu hiểu rõ mấy điều này chạy trốn cũng sẽ có kế hoạch có mục đích để loại bỏ truy binh chú em có kế hoạch gì không diệp tu tiếp tục nói có nói thử xem nào diệp tu nói chạy thẳng về hướng bắc nhảy xuống sông hại người không mệt chật vật mở miệng kế hoạch này của hắn chỉ là phương hướng chung chứ không phải loại kế hoạch chi tiết diệp tu nói để thoát khỏi từng người nhưng mà hắn chứng minh được mình thực sự có kế hoạch kế hoạch cũng khá đấy diệp tu đáp một câu giọng điệu bình tĩnh vô cùng gợi đòn. Được rồi, bắt đầu từ giao lộ này đi, bám sát nhé, Diệp Tu nói xong, chạy tới đầu phố, rẽ trái. Hai người không mệt không lên tiếng, nghe tên này rông dài một mớ lý luận, nhưng mà đám lý luận ấy có quan trọng không? Nếu chỉ vỏn vẹn mấy kẻ phía sau, hai người không mệt chẳng cần biết mớ lý luận trên, chỉ cần chạy loanh quanh vài vòng là có thể rũ sạch rồi. Nhưng điều trọng yếu bây giờ là, truy binh của đối phương là đám người này nhưng nhân số không chỉ có ngần ấy nhóm truy đuổi sẽ lan truyền vị trí sẽ có nhiều đội tụ họp về phía vị trí của họ hơn vừa thoát khỏi đám cũ lại gặp tiếp đám mới không ngừng không nghỉ hại người không mệt không tìm được cách nào thoát khỏi vòng vây chính là vì nguyên do này mà hiện giờ hắn không nói một câu hắn muốn nhìn xem kẻ đem việc đơn giản phức tạp hóa thành một mớ lý luận đến cùng có thể bày ra được bao nhiêu mánh khóe rẽ trái ở giao lộ có gì đáng ngạc nhiên nếu là mình thì cũng sẽ rẽ trái. Hai người không mệt vừa làm theo vừa nghĩ, vừa rẽ xong, quân mạc tiếu lập tức xông vào một căn nhà trống ở bên cạnh. Bản thân mình không biết vụ cửa sổ, hai người không mệt thừa nhận điều này, nhưng đối phương chỉ nhờ bản đồ điện tử bên ngoài thôi, nếu bản thân cũng mở bản đồ, ắt sẽ phán đoán được vậy. Xuyên qua sảnh, qua cửa sổ, sau đó lại nhảy lên một bức tường. Bản đồ của chấn nhỏ hoang dã không phải dạng đường phố dọc ngang theo quy củ, mà có đường lớn, hẻm nhỏ, ngõ cụt giao thoa nhau rất nhiều. Nếu ở đây đã mang danh chấn nhỏ hoang dã, chứng tỏ nó không rộng lớn phồn hoa như những thành phố khác. Trên thực tế, phần lớn khu luyện cấp đều là vùng hoang dã, diện tích có kiến trúc như thị trấn chỉ chiếm một góc nhỏ bản đồ. Chính vì vậy, ba công hội lớn mới nhắm chúng chỗ này. Hơn nữa người tới hỗ trợ tăng dần đều, muốn tránh khỏi đuổi giết cũng ngày càng khó. Hại người không mệt cứ thế đi theo quân mạc tiếu, cũng không nói chuyện chỉ im lặng cảm nhận một chút quãng đường đang đi phạm vi không lớn nhưng biến đổi rất nhiều hơn nữa không phải mãi mãi một kiểu chạy thật nhanh mà có lúc quân mạc tiếu sẽ bảo mình dừng lại chờ một chút đối phương không nói hại người không mệt cũng kiên quyết không hỏi tại sao nhưng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được quân mạc tiếu không chỉ chạy vòng quanh để tránh né truy binh mà hắn ta vờn nhau với cả đám người bao vây chặn đánh trong lòng tên này như đã thấu chiết bố trí của đối phương có khả năng này sao hại người không mệt có chút hoảng sợ dưới sự dẫn dắt chạy trốn của quân mạc tiếu cũng chẳng phải hoàn toàn không bắt gặp đối thủ nhưng ít nhất không xuất hiện tình cảnh nguy nan mà hại người không mệt từng nhiều lần gặp phải chạy suốt ba phút không giao chiến với bất kỳ ai nếu lỡ gặp phải ngay lập tức sẽ có đường khác để đi leo tường nhảy qua cửa sổ đi qua ngõ nhỏ đường đi nhìn như không có quy tắc nhưng bên trong lại có tính toán ứng phó với mọi tình huống đột phá trên đường luôn tồn tại các lựa chọn khác nhau. Khái niệm không gian không chỉ khiến đối thủ phải lựa chọn, mà còn phải luôn trở lại lựa chọn cho bản thân. Trong lúc này, hại người không mệt lại có nhận thức mới. Tuy nhiên để làm được đến, mức này, điều căn bản nhất là phải hoàn toàn nắm vững địa hình. Đây chính là thông tin căn bản mà trước giờ hại người không mệt hoàn toàn phớt lờ. Sao nào, lúc này Diệp Tu đột nhiên mở miệng, tạm tạm, hại người không mệt vẫn rất mạnh miệng nhưng ít nhất chú cũng an toàn rồi diệp tu nói đùa gì thế chúng ta còn chưa thoát khỏi bao vây của đối phương đâu anh nãy giờ chỉ đang chạy lòng vòng trong phạm vi nhỏ thôi hại người không mệt nói ồ chú để ý đến đường chạy của chúng ta diệp tu nói vậy chú em có chú ý tụi mình đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu rồi không diệp tu nói a à, hại người không mệt giật mình tức thì phát hiện không biết từ khi nào nhân vật đã không còn ở trạng thái chiến đấu nữa có thể lóc ao rồi so với nhảy xuống sông trốn còn an toàn hơn chú em có thể lóc out, Diệp Tu nói anh thì sao anh á anh chưa từng nghĩ sẽ chạy còn phải nhặt mót mà Diệp Tu nói còn không lóc ao đi Diệp Tu chuyển góc nhìn sang hại người không mệt vẫn còn ở cạnh chưa biến mất không lẽ chú em cũng có hứng thú đi nhặt mót đấy là nghề của tôi riêng việc này hại người không mệt tỏ ra rất khí phách nhặt mót à nếu hắn nói mình đứng hai không ai dám tranh đứng nhất. Chú còn non lắm, kết quả có người phản đối ngay lập tức. Xem ra anh lại phải dạy chú một lần nữa, Diệp Tu nói. Hại người không mệt sắp tức bề vội, thế mà lại có người muốn dạy hắn cách nhặt mót, hắn cảm thấy nực cười hết sức. Anh đéo phải nhặt mót, anh là trực tiếp PK cướp trang bị, hại người không mệt chỉ trích Diệp Tu. Ha ha, thật ra mấy kẻ nhặt mót cũng muốn PK cướp trang bị lắm, nhưng không có khả năng, nên chỉ đành mượn gió bẻ măng phải chứ diệp tu nói đương nhiên không phải nhặt mót là cách đơn giản nhất để thu hoạch được tối đa trang bị tự mình đi pi cây từng người làm sao thu hoạch được nhiều vậy hại người không mệt nói không thu được nhiều nếu giờ anh tới khu luyện level gặp người liền giết đến ngày hôm sau chú nghĩ trang bị bị anh đánh rơi ra nhiều hay trang bị chú nhặt được nhiều diệp tu anh giết người nguyên một ngày anh là cầm thú à hại người không mệt nói hắn phát hiện theo cách nói này, nhặt mót quả nhiên hoàn toàn không sánh được PK cướp trang bị. Nhặt mót cần cơ hội, cần chờ đợi, nào giống PK cướp trang bị, cơ hội hoàn toàn do bản thân tự tạo nên, lại còn tạo ra rất dễ dàng, thấy người liền chém là được, nhặt mót cũng đâu tốt đẹp gì, PK ít nhất còn có tí kỹ thuật, Diệp Tu nói. Sai, hoàn toàn sai. Hại người không mệt liên tục nói, nhưng không nói được sai ở chỗ nào. Có gì sai? Nhặt mót có vẻ đạo đức hơn PK cướp trang bị. Chẳng qua cũng vì nhặt mót bị động hơn thôi. Nhưng trên thực tế, xét theo mong muốn, mấy chú nhặt mót cũng được tính là chủ động đúng không? đều xuất phát từ lòng tham đối với trang bị, có khác gì PK cướp trang bị đâu? Diệp Tu nói, so với hèn hạ nhặt mót, thả sông ra chém giết bốn phương, hôi của có khác gì cướp giật đâu? khác là ai có gan làm tặc mà thôi? Hãy liều ăn nhiều như anh, ân do ân chương 479, tự vệ phản kích, bắt đầu, sai, đây là sai, hại người không mệt cảm thấy quân mạc tiếu đang nguy biện chém gió, nhưng hắn không thể moi ra sơ hở ngay được, chỉ đành bất lực lặp lại. Tất nhiên sai rồi, PK cây cướp trang bị hay nhặt mót đều không đáng tuyên dương, Diệp Tu nói. Thế ông anh nói nhảm chi nhiều dữ vậy, hại người không mệt giận mình, anh giúp chú thức tỉnh thôi. Thỉnh thoảng tạt ngang hôi của không phải chuyện ngại ngùng gì, nhưng chuyên hành nghề nhặt mót như mấy chú, thì hổ thẹn chẳng khác gì pi cây cướp của cả. Đã thế hiệu suất còn chẳng bằng, vậy không những xí hổ mà còn cực kỳ ngu dốt. Hãy quý trọng sinh mệnh, quý trọng thời gian, dùng thời gian mỗi ngày nhặt mót cho việc pi cây cướp của, Diệp Tu khuyên bảo. Hại người không mệt sắp hộp máu, liên quan gì tới quý trọng sinh mệnh hả, thế anh ở đây nhặt mót làm gì? Hại người không mệt không phục, nói chơi thôi mà, vậy anh đang làm gì ở đây? không thấy anh đang tự vệ hả? Diệp Tu nói, tự vệ, giờ có thể ló cao, sao anh không thoát đê? Tự cái đếch gì? Hại người không mệt nói, mắc gì anh phải lo cao, anh phải tự vệ một cách đúng đắn, người giết anh, anh phải giết lại cho bằng được, chuẩn man miễn bản, Diệp Tu nói. Vốn định dứt lời thì thoát luôn, hại người không mệt chợt khường lại. Vờ lờ, ý thằng chả là lock out thì chẳng khác thằng đàn bà hả, ai có thể chịu nổi chứ. Mình chuẩn man thế cơ mà. Sao chú chưa áo? Diệp tu hỏi. Chuẩn man miễn bàn. Hại người không mệt đáp. Diệp tu cười cười. Không nói gì nhiều. Núp đằng sau bờ tường. Quân mạc tiếu khẽ nhú đầu thăm dò. Sau đó nhanh chóng lùi về. Nhóm này hơi đông. Diệp tu nói. Có nhóm nào không đông chứ? Hại người không mệt cũng nhanh chóng nhìn thử. Thấy một đội 10 người cực kỳ tiêu chuẩn. Cực kỳ bình thường. Nhỏ khoảng 5 người dễ xử lý hơn. Diệp tu nói. Vì sao? Vì phân số kiểu này anh nghiên cứu nhiều rồi, Diệp Tu nói. Nghiên cứu cái gì? Hại người không mệt hỏi. Làm sao giết chết cả lũ? Cầm thú, hại người không mệt trợn mắt há mồm. Một tên suốt ngày nghiên cứu làm thế nào để diệt nửa đội, còn không phải cầm thú hả? Nhảy lên nóc coi có em nào không? Diệp Tu ra lệnh. Hại người không mệt tay chân lanh lẹ, chưa cần nói rõ đã biết Diệp Tu phái mình đi rình coi. Sau khi nhảy lên, kiếm ninja cắm sâu, ngừng ngang nóc nhà rồi nhú nửa đầu ra, quan sát một cách nhanh chóng. Không có, hại người không mệt nói. Khu vực này gồm một đội 10 người, làm sao để chúng tan đàn xẻ nghe đây, Diệp Tu dường như đang làm nhảm điều gì. Xông ra, tôi trái anh phải, chúng sẽ chia quân đuổi. Anh quen bản đồ thì vạch sẵn đường. Sau khi một bên cắt đuôi, chúng ta lại gặp nhau, phản đòn, hại người không mệt cũng không phải một người không có chính kiến. Không được đâu, diệp tu phản đối Tại sao lỡ chúng không chia nhau đuổi thì sao diệp tu hỏi sao có thể từ có thể còn chưa nói hết hại người không mệt đột nhiên khường lại hắn nhớ tới thời điểm cả đám bơ hắn khi nhìn thấy quân mạc tiếu chuyện không chia nhau đuổi vô cùng có thể leo lên nóc trước hại người không mệt lại có ý tưởng mới leo nóc cũng không phải lựa chọn tốt trừ trường hợp bắt buộc cố gắng đừng lên nóc nhà trên đó tầm nhìn khoáng đạt chẳng khác gì đất bằng diệp tu nói đi bên này trước đã. Quân Mạc Tiếu quay đầu đi, hai người không mệt đuổi theo. Băng vun vút chưa được mấy bước đã lắc mình chui vào một căn nhà. Không cửa sổ, hai người không mệt vừa tiến vào liền phát hiện ngay. Lên tầng 2, Diệp Tu nói, căn nhà này rõ ràng là nhà lầu. Tầng 2 có cửa sổ, quân Mạc Tiếu đi tới bên cửa sổ, lộ non nửa góc nhìn, đồng thời ra dấu bảo hại người không mệt trốn đi. Cửa sổ tầng 2 có thể quan sát con phố bên dưới. Đội 10 người bước tới đây thì thoáng rừng, ngó trái ngó phải rồi chia làm hai đội, một đội đi thẳng, một đội hướng về phía hai người. Từng bước từng bước một, nửa đội 5 người thoáng rừng tại căn nhà hai tầng này. Vào coi, trong đội có người nói, thế là nửa đội lại phân công hai em vào nhà lục soát. Bấy giờ, hai người không mệt rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa của việc chừa không gian cho đối phương có thêm nhiều lựa chọn. Không chỉ giao lộ, mà ngay cả một cửa vào cũng có thể lợi dụng. Nhưng ngược lại, hiện tại cả hai người họ chẳng còn lựa chọn nào, ngoại trừ cửa sổ phía trước, không hề có lối thoát nào khác. Mà nhảy khỏi cửa sổ này, họ sẽ gặp ngay ba kẻ bên dưới. Giờ chỉ có nước leo lên nóc thôi. Hai người không mệt nói. Chạy gì chứ, đây mới là cơ hội phản kích tốt nhất đấy, Diệp tu bảo. Tiếng bước chân dưới lầu âm vang, thoáng chốc đã bước tới cầu thang. Hiển nhiên hai người kia lục soát hết tầng một bèn chuẩn bị lên lầu. Tập trung tấn công một đứa, Diệp Tu không nói chuyện mà xài PM, trong quá trình chạy trốn, cả hai lại thêm đội nhau. Hai người không mệt lặng lẽ rút kiếm ninja, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay tích tắc âm thanh sát bên tai, rốt cuộc nhìn thấy đầu của kẻ thù xuất hiện từ cầu thang. Tên bên phải, Diệp Tu vừa nhắn, quân Mạc Tiếu đã ném một quả lựu đạn ra. Hai người không mệt cũng không chậm tay, nhìn thấy tin lập tức phóng, Suriken báo táp. Đây là kỹ năng nâng cấp của Suriken, chuyển nghề ninja mới có. Suriken năm cạnh xoay tròn như một vòng xoáy nhỏ, bay thẳng về phía tên bên phải, đồng. Thời hại người không mệt cũng lao tới, ánh lửa nổ tung, lựu đạn quân mạc tiếu ném ra tới trước. Hai tên kia kẻ lên trước đứa theo sau, sóng địa chấn từ vụ nổ đẩy một tên lên cầu thang, một tên lăn ngược xuống lầu. Người chơi bên phải chúng Suriken báo táp, hại người không mệt nhảy bổ sang, nhảy lên bằng chiêu tước lạc dẫm vai, sau khi đáp xuống bèn ném dây thọng lọng, dùng thuật xoay người chồng đầu quẳng đối thủ nằm đo ván ở tầng 2. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, khoảnh khắc hại người không mệt quẳng ngã người chơi này, tên bên trái còn chẳng kịp lăn hết cầu thang. Nhìn cách hai kẻ trên dưới ngã lăn lóc, hại người không mệt thoáng sững sờ. Đây là kế hoạch được vạch sẵn ư, dự đoán ném lựu đạn chính xác đến vậy, vừa có thể ngăn cản bước tiến vừa có thể tách hai người kia ra, kỹ năng nhỏ nhoi, tác dụng lại vô cùng to lớn phong độ của một siêu cao thủ hại người không mệt ngẫm nghĩ công kích không hề ngưng nghỉ giữa chừng thoáng truyền góc nhìn hắn phát hiện quân mạc tiếu không những không nhào lên giúp đỡ còn đứng bên cửa sổ ngắm cảnh làm gì vậy bố hại người không mệt tức giận không biết tranh thủ cơ hội khó có được lại tự bảo bản thân là sát thủ chuyên nghiệp quân mạc tiếu lập tức xoay người bắn bằng bằng rồi tiếp tục ngoảnh đít ngắm cảnh hai phát kẹo đồng cứ như lời đáp trả qua quýt hại người không mệt bực rồi nha Thế nhưng, hai phát ấy lại cực kỳ chính xác, động tác quay đầu rút súng trong thoáng chốc lại chẳng hề bắn hụt. Anh ngắm đủ chưa? Hại người không mệt tấn công rất nhanh, vì chỉ là một trọi một, người chơi kia cũng không thể đánh trả, bị hại người không mệt đẩy tới cạnh cửa sổ, cứ như mau đưa tên này đi dùm cái. Ý, cẩn thận, đừng đẩy ra ngoài, quân mạc tiếu vội vàng dùng lên gối, hất người chơi này qua một bên. Tranh thủ đi, hại người không mệt lo lắng, đối phương không phải một mà là năm, bốn kẻ viện trợ sẽ tới bất cứ lúc nào. Ừ, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đúng trọng tâm, quân mạc tiếu ra tay. Tuy tổn thương cấp 52 gây cho cấp 70 khá hữu hạn, nhưng nói chung vẫn nhanh hơn. Hai bên tương trợ, người chơi nọ nhanh chóng chầu ông bà. Bốp, một món trang bị rơi xuống đất, hại người không mệt bấm chọn theo bản năng, ngờ đâu phát hiện quân mạc tiếu còn ngó ngoài cửa sổ, hoàn toàn phớt lờ món trang bị, hắn bèn nhịn xuống nhìn gì vậy hại người không mệt cũng hiếu kỳ có gì hay để nhìn binh pháp có nói địch giấu tài mưu trùng trùng không thể khinh thường tránh địch phát hiện mưu kế của ta mà giành thế chủ động có hiểu bứt dây động rừng dụ rắn ra khỏi hang không diệp tu nói thế anh có tin tôi đâm anh chết luôn không chuồn thôi diệp tu hô lên trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ đẹp chuyện xảy ra bất thình lình hai người không mệt chưa kịp nghĩ ra cách đột phá mạnh mẽ như này bèn chậm chân nhảy theo vụt qua cửa sổ ngoài cảnh sắc hắn còn thấy được không ít bóng người đang chạy về phía bên này giữa không trung quân mạc tiếu trực tiếp nổ súng ngược về sau hóa ra là chiêu pháo chống tăng ba quả pháo xuất hiện góc nhìn của hại người không mệt dõi theo ba quả pháo bay về phía cửa nhà nọ bốn người trong nửa đội lúc nãy còn đang đảo quanh bên cửa quân mạc tiếu mượn phản lực của pháo bám trụ trên không lâu hơn nóc nhà đối diện vẫn thấp hơn cửa sổ tầng hai bên kia sau đó tiếng súng không ngừng hắn ta dùng kỹ thuật phi súng bay vèo qua cả con phố ninja của hại người không mệt không có chiêu này nhưng bốn kẻ bên dưới đang bị pháo chống tăng hành hạ còn bị quân mạc tiếu bắn tỉa bằng phi súng vòng vây đã tan nát hại người không mệt rơi xuống không bị ai ngăn đón chẳng qua nhìn trái ngó phải nhiều người đang lũ lượt ùa sang đây hại người không mệt nào dám chậm chế, trèo tường leo nóc quân mạc tiếu đá bỏ xa hắn mấy bước rồi nhanh lên nghe phía trước thúc giục hại người không mệt cũng vội tăng tốc hành trình chạy trốn vội vã này chỗ cao chỗ thấp nhiều nơi phải hoàn thành nhờ thao tác bất chấp chuyện mài mò trước đường đi hại người không mệt chẳng quan tâm hỏi han gì khó khăn lắm mới bắt kịp hắn lại bất giác nhớ tới những thử thách di chuyển hà khắc trong nhiệm vụ khiêu chiến thần chi lĩnh vực ban đầu hại người không mệt thường nghe thấy những tiếng hô giết nó hoặc ở đó nhưng theo chân quân mạc tiếu chạy một hồi âm thanh ấy nhỏ dần rồi từ từ biến mất sau đó trạng thái chiến đấu vừa bắt đầu lại kết thúc cả hai thoát khốn một lần nữa tiếc vãi giết được mỗi một đứa bây giờ hại người không mệt mới tính bắt kịp quân mạc tiếu lập tức nghe thấy tên kia đang than thở tuy ngoài đời không chạy thiệt tay chân của hại người không mệt lại cứ như mềm nhũn lòng hồi hộp xen lẫn nhiều thao tác suốt cả hành trình. Hắn lờ mờ hiểu ra, giây phút cả hai bắt đầu tấn công ấy, đối thủ đã lập tức gọi viện trợ, mà tên kia đứng trên cửa sổ nhìn xuống, hắn đã thấy được cách bố trí của viện binh đang đuổi tới, vậy nên mới có thể dẫn đầu chạy thoát khỏi muôn trùng vây khốn. Kinh hái cùng cực, hiểm hóc vô cùng, nếu là mình thì xác định bị cản ngay trên đường. Hai người không mệt tin chắc như thế, giờ màn tự vệ phản kích mới chính thức bắt đầu đây, ai rẻ hại người không mệt vừa cảm thấy thở phào lại nghe thấy tên này nghiêm túc tuyên bố